Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 140. Ca chỉ có thể giúp các ngươi đến đây. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, vô luận là Hướng Cảnh Vũ, vẫn là Lục Kinh Thiên, đều hận không thể một cái tát chết tiểu tử này. Cái gì không thích lấy nhiều khi ít, đây quả thực liền là lời nhảm. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người lại là nở nụ cười, bọn họ tự nhiên minh bạch Tiêu Phàm ý tứ. Đây là nhường Vạn La Đế Vực cùng người Lục gia lẫn nhau tàn sát a. Vạn La Đế Vực người tuy ít, nhưng bọn hắn thế nhưng là chân thật đại đế cảnh. Mà người Lục gia đều là dung hợp huyết ma, cưỡng ép tăng lên tới đại đế cảnh, đồng giai bên trong, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Lấy một đối một, người Lục gia có lẽ thật đúng là lấy không đến chỗ tốt. Lục Kinh Thiên lại như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ đây? Nhưng hắn thật sự sợ Tiêu Phàm đem Lục Vô Song cũng đã giết. Tiểu Hữu, ngươi vì sao muốn hại chúng ta? Hướng Cảnh Vũ sắc mặt bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm. Hại các ngươi, ta đây là cứu các ngươi a, không muốn cô phụ ta thiện ý. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Thiện ý, quỷ mới có thể tin tưởng Tiêu Phàm thiện ý, Tiêu Phàm này rõ ràng là cho bọn họ hy vọng, nhưng lại để bọn hắn tuyệt vọng. Ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? Hướng Cảnh Vũ sát khí nặng nề nói. Ha ha, báo ứng. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to. Khi hắn cúi đầu thời khắc, trên mặt tiếu dung bỗng nhiên biến mất, chiếm lấy là vô tận băng lãnh, lạnh giọng nói, hiện tại ngươi đi theo ta nói báo ứng. Làm các ngươi giết ta Thiên Vũ vực hàng trăm triệu tu sĩ thời điểm, các ngươi có từng nghĩ tới báo ứng. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nghiêm nghị nói, nếu như trên đời này thật có báo ứng, hiện tại liền là các ngươi báo ứng. Ta minh xác nói cho ngươi, không chỉ các ngươi muốn chết, Vạn La Đế vực hướng ra người, đều phải chết. Những cái kia đồ sát Thiên Vũ vực người, cũng toàn bộ đều phải chết. Giờ khắc này, Tiêu Phàm trên người bộc phát ra ngập trời lệ khí, giống như một tôn tuyệt thế thần ma. Thiên Vũ vực hàng trăm triệu tu sĩ, hoàn toàn bị những người này giết chết, hiện tại cùng hắn nói báo ứng. Đây là cỡ nào buồn cười, nếu như Tiêu Phàm thực lực đầy đủ. Căn bản không cần uy hiếp Lục Kinh Thiên, trực tiếp liền động thủ làm thịt những người này. Lục Kinh Thiên, người nghĩ Lục Vô Song cũng chết sao? Tiêu Phàm mặt lộ dữ tợn nhìn xem Lục Kinh Thiên, tựa như chỉ cần hắn dám nói một câu, liền sẽ không chút do dự diệt Lục Vô Song. Lục Vô Song mí mắt một trận cuồng loạn, không biết tại sao, mặc dù Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh tu vi, nhưng ánh mắt kia lại làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Khẽ cắn môi. Lục Vô Song chỉ trong đó 7 người nói, các ngươi 7 người cùng tiến lên, giết bọn họ, những người khác đừng để bọn hắn chạy. Hắn chỉ 7 người, thế nhưng là có 4 cái đại đế cảnh hậu kỳ, 3 cái đại đế cảnh trung kỳ, nếu luận mỗi về cảnh giới mà nói, hoàn toàn có thể nghiền ép Hướng Cảnh Vũ 7 người. Bất quá lục ra những người này, đều là cưỡng ép tăng lên cảnh giới cỗ máy giết chóc mà thôi, chân chính thực lực, có thể chưa chắc là Hướng Cảnh Vũ bọn họ đối thủ. Huống hồ Hướng Cảnh Vũ bọn họ thấy được sống sót hy vọng, cũng nhất định sẽ liều mạng. Hô hô, lục ra 7 tôn đại đế cường giả gào thét mà ra, những người khác thì đem đám người vây quanh ở trung ương, không cho Hướng Cảnh Vũ bọn họ chạy trốn cơ hội. Một màn này, nhưng Tiêu Phàm 10 phần hài lòng, hắn lạnh lùng nhìn phía xa chiến đấu, trong lòng lạnh giọng nói, các ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng, trò hay mới vừa vặn bắt đầu. Trong lòng của hắn cũng 10 phần may mắn. May mắn lúc ấy nghĩ đến muốn đối phó Lục gia, nên cố ý lưu lại Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần 2 người một mạng. Nếu không mà nói, Thiên Vũ vực sự tình khả năng liền hoàn toàn vượt qua hắn trưởng khống. Chí ít Tiêu Phàm không cho rằng, hắn một cái thần vương cảnh tu sĩ, có thể điều khiển đại đế cảnh đối chiến cục diện. Nhưng là hiện tại, hắn tạm thời làm được, hơn nữa chính như hắn nói, tựa như mới vừa vặn bắt đầu. 14 tôn đại đế cường giả rảo sát cùng một chỗ, lục ra những cái kia đại đế, có thể đều là không sợ chết, động thủ hoàn toàn không muốn sống, cái này cũng đền bù bọn họ trên thực lực thiếu hụt. Rất nhanh, Hướng Cảnh Vũ một phương, liền bị người lục ra áp chế ở phía dưới. Không biết là bởi vì dục vọng cầu sinh, hay là cái gì, làm hướng ra một tôn đại đế bị chém giết sau đó, những người khác cũng toàn bộ đều liều mạng, này hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, lục ra 7 tôn đại đế, liền chết 3 tôn, hướng ra một phương, cũng chỉ còn lại 6 người.
Lục Kinh Thiên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bọn họ bây giờ là lấy 4 trận chiến 6, về số người cũng đã rơi xuống hạ phong, nhưng hắn lại không dám tùy tiện khiến người khác động thủ. Tiêu Phàm nhìn thấy Lục Kinh Thiên thần sắc, tức khắc cười nói, Lục Kinh Thiên, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối công bằng, hiện tại các ngươi chỉ còn lại 4 người, có thể gia nhập 2 người, 1 đối 1 mới công bằng nha. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lục Kinh Thiên ánh mắt lóe lên, chỉ 2 người nói, 2 người các ngươi cùng tiến lên. Hướng Cảnh Vũ bọn họ lại là phiền muộn muốn chết, thật vất vả giết mấy người, chiếm cứ thượng phong. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không cho bọn họ thở dốc cơ hội, coi như bọn họ có thể giết chết Lục gia 1-2 cái đại đế, có thể cuối cùng vẫn là sẽ bị mài chết a. Hí là hảo hí, đáng tiếc thiếu một bình rượu ngon. Tiêu Phàm cười nhạt nói, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Tất cả mọi người bị Tiêu Phàm khí chất nhận thấy, lấy thần vương cảnh tu vi, cười nhìn đại đế vẫn lạc, trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Phàm một người. Dù là ba thần cùng Hùng Lân, giờ phút này cũng cực kỳ không bình tĩnh, bọn họ lúc này mới phát hiện, bản thân cho tới bây giờ chưa chân chính hiểu qua Tiêu Phàm. Đại chiến tiếp tục, cực kỳ kịch liệt, hướng ra người vì sống sót, cũng chân chính liều mạng, hiện tại bọn hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm mặc dù đáng giận, nhưng hắn đưa ra phương pháp này, chỉ ít so hơn 20 tôn đại đế cùng một chỗ vây giết bọn họ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thời gian chậm rãi xói mòn, hướng ra đại đế, cũng đã chỉ còn lại 4 người, mà Lục gia thì chết càng nhiều, đã chết 12 cái, còn thừa lại 14 người. Dạng này kết cục, là ai đều không nghĩ đến, Lục Kinh Thiên sắc mặt tái nhợt, khó coi đến cực điểm. Lục gia đại đế cố nhiên không sợ chết, chỉ là cỗ máy giết chóc, nhưng bọn hắn lại không có người loại kia dục vọng cầu sinh. Người ở sắp gặp tử vong thời khắc, bạo phát lực lượng, thế nhưng là gấp mấy lần so tự thân thực lực. Mấy tức sau đó, Vạn La đế vực lại chết đi 1 tôn đại đế, mà Lục gia lại chết đi 2 cái. Không sai không sai, dạng này chiến mới đặc sắc, dạng này chiến đấu, đoán chừng mấy trăm năm cũng khó gặp, hôm nay cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Hướng ra kia lão đầu, ta tin tưởng đây không phải ngươi danh giới cuối cùng. Tiêu Phàm đứng ở đó bình phẩm từ đầu đến chân, một bộ người đứng xem tư thế, căn bản không có chút nào nguy hiểm ý thức. Hướng Cảnh Vũ mấy người nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong lòng đã đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, có thể bọn họ lại không thể làm gì. Một nén nhang thời gian sau, hướng ra đại đế cảnh cường giả, chỉ còn lại Hướng Cảnh Vũ một người. Hướng Tuyệt cùng mặt khác đại đế cảnh, toàn bộ đều vẫn lạc. Mà Lục gia một phương, cũng chỉ còn lại cuối cùng 3 người, mỗi một cái đều là đại đế cảnh trung kỳ tu vi. Hướng Cảnh Vũ há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, tùy thời đều khả năng ngã xuống. Ngươi, tiếp tục lên, Lục Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi chỉ một người nói. Tiêu Phàm không có để ý tới, ngược lại nhìn về phía Hướng Cảnh Vũ nói, lão đầu, cố lên. Ta coi trọng ngươi a. Cố lên, ta coi trọng ngươi a. Nghe được lời này, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ kém chút cắm ngã nhào một cái, khóe miệng co quắp một trận. Ai muốn ngươi xem trọng a, bị ngươi xem trọng, đoán chừng chỉ có một con đường chết. Bất quá bọn họ cũng lần thứ nhất ý thức được, người dục vọng cầu sinh đáng sợ. Vạn La đế vực 7 người, đối chiến Lục gia 26 cái cỗ máy giết chóc. Tỷ lệ tử vong dĩ nhiên không sai biệt lắm là 1-4, này hoàn toàn vượt quá đám người dự kiến. Hướng Cảnh Vũ nghe vậy, càng là đứng không vững, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị tức. Lục Kinh Thiên sắc mặt cũng không tốt gì, hận không thể xông đi lên một cái tát chết Tiêu Phàm, người nhà xem trọng hắn, người nào xem trọng ta Lục ra 3 cái đại đế. Chỉ là nhìn thấy Lục Vô Song còn ở Tiêu Phàm trên tay, Lục Kinh Thiên lúc này mới coi như thôi. Hắn nội tâm nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói, chỉ cần sống qua 10 mấy ngày, ta Lục gia liền không sợ bất luận cái gì đế vực, coi như chết những cái này đại đế lại như thế nào, bọn họ chỉ là ta Lục gia giết chóc công cụ mà thôi. Tiêu Phàm tự nhiên thấy được Lục Kinh Thiên trong mắt ngoan độc, hắn thế nhưng là nghe nói, Thiên Vũ vực đông đảo tu sĩ đều bị Lục gia ném vào huyết ma luyện ngục. Một khi những cái kia tu sĩ dung hợp huyết ma thành công, đoán chừng đối nhân tộc Tam Thiên vực tới nói. Đều là một trận tai nạn. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm ánh mắt không tự giác nhìn về phía không trung chiến đấu, hắn đang chờ Lục đạo sơ hướng Vạn đạo 2 người chiến đấu kết quả.
Về phần Lục Kinh Thiên cùng Lục Gia ba tôn đại đế, Tiêu Phàm cũng đã không để trong lòng. Có Hùng Lân cùng ba thần ở, đối phó bọn hắn bốn cái hẳn là không nói chơi. Huống hồ, Hướng Cảnh Vũ còn chưa có chết đây, muốn giết chết hắn, Lục Gia đoán chừng còn muốn bám vào một hai cái đại đế. Quả nhiên, như Tiêu Phàm suy nghĩ như vậy, sau nửa ngày, Hướng Cảnh Vũ cuối cùng ngã xuống, bị Lục Gia một tôn đại đế xuyên thủng mi tâm, nhục thân hóa thành bột mịn. Lục Gia tôn này đại đế trong tay dắt lấy một mai thần cách, không, nói cho đúng là một khỏa mệnh thạch. Hướng Cảnh Vũ dù chết, nhưng hắn cuối cùng cũng chém giết Lục Gia hai tôn đại đế, tăng thêm Lục Kinh Thiên, bây giờ chỉ còn lại hai người. Ba thần, đi đem những cái kia mệnh thạch cầm lại đến. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Lục Kinh Thiên nói. Nhiều như vậy đại đế mệnh thạch, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ lỡ, khác không nói, những cái này mệnh thạch cho thí thần xem như đường đậu ăn cũng không tệ. Là, ba thần gật gật đầu, thân hình lóe lên, liền hướng về phía trước chiến trường vị trí. Lục Kinh Thiên nhìn thấy, sắc mặt phát lạnh, nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, Lục Kinh Thiên, người tốt nhất đừng động a. Dứt lời, bàn tay hắn lần nữa dùng sức, Lục Vô Song thể nội phát ra một trận tiếng ken két, hầu kết đều kém chút bị hắn bóp nát. Lục Kinh Thiên khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn lại không dám vi phạm Tiêu Phàm ý tứ, Lục Vô Song có thể còn ở trong tay Tiêu Phàm đây. Một lát sau, ba thần xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, cau mày nói, chủ nhân, chỉ có 11 khỏa mệnh thạch, Lục gia những cái kia đại đế, cũng không có mệnh thạch. Chủ nhân, nghe được lời này, ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Ba thần thế nhưng là đại đế cảnh a, dĩ nhiên gọi một cái thần vương cảnh tu sĩ là chủ nhân. Nếu như không phải nhiều người như vậy chính tai nghe được, bọn họ tuyệt đối đều sẽ không tin tưởng. Tiêu Phàm lại là đối đám người kinh ngạc lơ đễnh, híp híp hai mắt, nghi ngờ nói, không có mệnh thạch. Công tử, Lục gia những cái kia đại đế, là cưỡng ép xung hợp huyết ma mà thành, mặc dù có được đại đế cảnh chiến lực, nhưng cũng không phải là chân chính đại đế. Lúc này, Quân Nhược Hoan mở miệng nói. Nguyên lai như thế, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hiểu rõ. Trong lòng của hắn cũng nháy mắt hiểu được, khó trách Hướng Cảnh Vũ bọn họ 8 người liều mạng lên đến, có thể chém giết Lục gia 25 đại đế cường giả, nguyên lai Lục gia đại đế, căn bản không phải chân chính đại đế. Tiêu Phàm tiếp nhận 11 khỏa mệnh thạch, trực tiếp ném cho thí thần. Một khắc sau, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thí thần trực tiếp đem một khỏa mệnh thạch nhét vào miệng, một trận cót ca cót két thanh âm vang lên. Đám người khóe miệng giật một cái, như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem thí thần. Phải biết, đây chính là đại đế cảnh mệnh thạch A, cứng rắn trình độ, không phải yếu hơn đế binh. Nhưng mà, này mệnh thạch lại bị thí thần lấy ra xem như đường đậu ăn. Tiêu Phàm, người muốn bản đế làm sự tình, bản đế cũng đã làm được, thả con ta. Lục Kinh Thiên cũng bị thí thần cử động dọa đến không nhẹ. Thả hắn, Tiêu Phàm lộ ra vẻ đăm chiêu, thả hắn có thể, đem huyết ma luyện ngục giao ra. Không có khả năng, Lục Kinh Thiên nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói. Nói đùa cái gì, Lục gia lớn nhất ỷ vào liền là huyết ma luyện ngục, một khi không có huyết ma luyện ngục, tùy tiện cái nào đế vực đều có thể tùy tiện làm thịt bọn họ, nhường Lục gia diệt tộc. Lục Vô Song mặc dù là hắn nhi tử, nhưng là không có Lục gia an nguy trọng yếu. Dù sao, không có Lục gia, Lục Vô Song cũng đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm cũng biết rõ đây là không có khả năng, Lục Kinh Thiên thái độ càng là chứng minh hắn ý nghĩ, ở Lục gia tiền đồ cùng Lục Vô Song trước mặt, hắn không chút do dự từ bỏ Lục Vô Song. Công tử, Lục Kinh Thiên không có khả năng giao ra huyết ma luyện ngục, chỉ cần hắn cho ngươi một mai huyết ma luyện ngục thông hành lệnh là được. Lúc này, Quân Nhược Hoan cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Thông hành lệnh, Tiêu Phàm nghi hoặc không giải. Quân Nhược Hoan gật gật đầu nói, huyết ma luyện ngục trưởng khống ở trong tay Lục gia, người nào cũng không có biện pháp tiến vào huyết ma luyện ngục, trừ phi nắm giữ thông hành lệnh, mà thông hành lệnh, Lục gia có thể luyện chế. Tiêu Phàm nháy mắt hiểu được, nhìn về phía Lục Kinh Thiên nói, tất nhiên như thế, vậy liền dùng máu ma luyện ngục thông hành lệnh để đổi a, lần này, Lục Kinh Thiên không có cự tuyệt. Nhíu mày nói, hiện tại, ngươi nhường bản đế như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi không có cự tuyệt tư cách, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức bóp, Lục Vô Song tức khắc phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết.
Tốt, ta cho ngươi. Lục Kinh Thiên vội vàng kêu lên, tiện tay vung ra một vệt sáng, trong lòng cười lạnh không thôi, coi như cho ngươi thông hành lệnh lại như thế nào, tiến vào huyết ma luyện ngục, cũng chết. Tiêu Phàm đưa tay một chảo, một mai huyết sắc lệnh bài tức khắc giữ ở trong tay, thần lực tràn vào trong đó, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ thời không lực lượng ba động. Công tử, liền là cái này. Quân Nhược Hoan cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm, thông hành lệnh cũng đã cho ngươi, ngươi lại muốn lật lọng sao? Lục Kinh Thiên nhìn thấy không có buông tha Lục Vô Song ý tứ, tức khắc gầm thét lên. Yên tâm đi, ta Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời người. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay liền đem Lục Vô Song cho ném ra ngoài. Bất quá ở hắn ném ra một sát na kia, Tiêu Phàm một chưởng đánh ra, đáng sợ thần lực tràn vào Lục Vô Song thể nội, nháy mắt làm vỡ nát Lục Vô Song mệnh cách. Tiêu Phàm, người vô sỉ, dĩ nhiên không giữ lời hứa. Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời nộ khiếu, hai mắt đỏ bừng như máu, vội vàng đem Lục Vô Song ôm ở trong ngực. Không giữ lời hứa, ta chỉ là đáp ứng đem Lục Vô Song trả lại cho ngươi, cũng không có nói qua, là sống hay là chết. Tiêu Phàm khinh thường cười nói. Lập tức lời nói xoay chuyển, huống hồ, cái này không giữ uy tín có thể cũng là cùng ngươi Lục gia học, cùng các ngươi so sánh, ta còn có rất lớn tiến bộ không gian. Lục Kinh Thiên nghe được Tiêu Phàm lời nói, tức giận phun ra một ngụm máu tươi, ôm lấy chết đi Lục Vô Song, trên trán nổi gân xanh. Hắn hai cái nhi tử, thế nhưng là đều bị hắn ký thác niềm hy vọng. Nhưng mà hôm nay, bản thân hai cái nhi tử đều chết ở trước mắt, nhưng lại bất lực, này khiến lòng hắn giống như đao cắt đồng dạng thống khổ. Tiêu, Phàm Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời nộ khiếu, trường bào màu đỏ ngòm cổ động, cuồng bạo khí thế từ trên người hắn bộc phát mà ra, quanh thân hỏa diễm trùng thiên, cuồng bá đến cực điểm. Hỏa diễm lấy Lục Kinh Thiên làm trung tâm, cuồng quân tứ phía bát phương, thiên địa đều bắt đầu run rẩy lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm bọn họ nháy mắt cảm nhận được một cỗ nóng rực khí tức, tựa như muốn đem bọn họ dung hóa một dạng. Cẩn thận, là hỏa diễm thế giới chi lực. Hùng Lân sắc mặt trầm xuống, nháy mắt ngăn khuất Tiêu Phàm người bọn họ phía trước, một cỗ ba động từ trên người hắn dập dờn mà ra. Ngay sau đó, hư không bên trong xuất hiện một đạo năng lượng vô hình tường, chặn lại kia hỏa diễm nơi này trùng kích. Thế giới chi lực, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đây cũng là đại đế lực lượng sao? Nguyên bản hắn coi chính mình toàn lực ứng phó mà nói, có thể cùng đại đế cảnh tiền kỳ va chạm. Thế nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm trong lòng có chút không có yên lòng, ở nơi này cường hoành thế giới chi lực trước mặt, hắn cảm giác mình pháp tắc chi lực hoàn toàn bị áp chế, liền thi triển đều không có khả năng. Giết bọn hắn cho ta, một tên cũng không để lại. Lục Kinh Thiên triệt để nổi giận, giữ tợn che mặt như, giống như một đầu man thú, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hắn hiện tại hận không thể ăn Tiêu Phàm thịt, uống Tiêu Phàm huyết. Thoại âm rơi xuống, nơi xa Lục gia đại đế sau đó hướng về Tiêu Phàm bọn họ vồ giết mà đi, đồng thời, hư không lại xuất hiện năm tôn đại đế. Bạch ma đám người sắc mặt đại biến, Hùng Lân bị Lục Kinh Thiên cuốn lấy, bọn họ một phương, chỉ có ba thần một cái đại đế tu vi, như thế nào ngăn được bọn họ? Công tử, người đi mau, chúng ta ngăn lại bọn họ. Quân Nhược Hoan hét lớn. Thí thần, Nam Cung Tiêu Tiêu, Cổ Nhược Trần, Bạch Ma bỗng nhiên tiến lên một bước, ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm lại là thần sắc như thường, căn bản không có bất luận cái gì e ngại ý. Một cái khác coi như bình tĩnh, liền là ba thần. Này hẳn là Lục gia hiện tại lằn danh a. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn dùng Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần uy hiếp Lục Kinh Thiên, liền là nghĩ muốn mượn nhờ hướng ra tay, mài đi Lục gia lực lượng. Tạm thời tới nói, Tiêu Phàm kế hoạch vẫn là rất thành công. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lục gia còn có năm tôn đại đế lúc, nội tâm cũng có chút không bình tĩnh. Nếu như không phải giết Lục Vô Song, bức bách Lục Kinh Thiên đem cuối cùng năm tôn đại đế bước đi ra, bản thân một khi tùy tiện tiến vào huyết ma luyện ngục, đoán chừng làm sao chết đều không biết rõ. Mắt thấy đối diện năm tôn đại đế sắp tới gần thời khắc, Bạch Ma đám người cũng đã làm xong thấy chết không sờn chuẩn bị. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm một bước tiến lên, đưa tay vung lên, năm đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, đồng thời, năm cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức mãnh liệt mà ra.
Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đại đế, lại là bốn tôn đại đế. Mấy người không biết Tiêu Phàm hơn một năm nay thời gian đã trải qua cái gì, dĩ nhiên bên người nắm giữ nhiều như vậy đại đế cường giả, tăng thêm Hùng Lân cùng ba thần, Tiêu Phàm bên người thế nhưng là nắm giữ bảy đại đế chiến lực a. Dạng này lực lượng, đừng nói thiên vũ vực dạng này phổ thông địa vực, liền là cổ vực cũng theo không kịp, cho dù đế vực cũng phải thận trọng đối đãi. Lui ra phía sau, Tiêu Phàm một tiếng hét lớn, đem đám người kinh tỉnh lại. Năm tôn kia đại đế hiển nhiên liền là Liệt Thiên Thần Nghĩ, Dung Nham Thạch Hoàng, Độc Hoàng Ma Hạt, Tinh Vân Minh Điệp cùng Minh Hỏa Long Giáp Sư năm đại thần thú. Mặc dù có Liệt Thiên Thần Nghĩ cùng Dung Nham Thạch Hoàng bọn chúng ngăn trở lục ra năm tôn đại đế cường giả, để bọn hắn không đến mức gặp nghiền sát. Nhưng đại đế cảnh cường giả bạo phát lực lượng, cho dù là dư ba, cũng không phải bình thường thần vương cảnh có thể chịu được. Ba thần nghe vậy, đưa tay vung lên, tức khắc mang theo Tiêu Phàm đám người nhanh chóng lui lại, hắn cũng không có xuất thủ, mà là che lại Tiêu Phàm bọn họ an nguy. Lục Kinh Thiên nhìn thấy một màn này, trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bảy tôn đại đế, Tiêu Phàm bên người lại có bảy tôn đại đế cường giả nghe hắn mà nói, hắn chỉ là một cái thần vương cảnh tu sĩ a, lại có tài đức gì. Chủ yếu nhất là, này Tiêu Phàm bên người rõ ràng có nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả. Vậy mà còn cố ý giả heo ăn thịt hổ, xem như một bộ bị bản thân uy hiếp bộ dáng. Nếu như ngay từ đầu nhìn thấy Tiêu Phàm bên người có nhiều như vậy đại đế, Lục Kinh Thiên tuyệt đối không có khả năng nhường lục ra đại đế cùng hướng cảnh vũ bọn họ lẫn nhau tàn sát. Dù là thụ Tiêu Phàm uy hiếp, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng Tiêu Phàm. Nhưng mà hiện tại, hối hận cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn hiện tại chỉ muốn diệt kia bảy tôn đại đế. Sau đó đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn trước mắt từng màn, Lục Kinh Thiên ở trong mắt hắn, cũng đã chỉ là một cái người chết, chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Hùng Lân, Liệt Thiên, giết không tha. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một câu, nếu như đã xuất thủ, vậy liền không muốn cho Lục gia thở dốc cơ hội. Chỉ cần diệt Lục Kinh Thiên bọn họ, hắn dựa vào thông hành lệnh tiến vào huyết ma luyện ngục, mới có cơ hội cứu ra thiên vũ vực tu sĩ. Tiêu Phàm từ vừa mới bắt đầu, liền một bước kế hoạch, tạm thời tới nói, tất cả đều ở hắn tính toán. Là, công tử, Hùng Lân cuồng tiếu một tiếng, một quyền hung hăng nện ở Lục Kinh Thiên lồng ngực. Hắn cũng đã khôi phục được đại đế hậu kỳ, Lục Kinh Thiên mặc dù đều là đại đế hậu kỳ, nhưng hắn là cưỡng ép tăng lên tu vi đi lên, liên mệnh thạch đều không có, há lại Hùng Lân đối thủ. Liệt Thiên nghĩ năm người giờ phút này cũng bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí thế, đại sát tứ phương. Bọn họ có thể đều là thượng cổ thời kỳ tuyệt thế hung thú, dẫm lên vô số huyết cốt mới đi đến bây giờ cảnh giới, mặc dù vừa mới khôi phục đại đế tu vi, nhưng vẫn như cũ phát ra tuyệt thế hung tính. Vẻn vẹn chốc lát, lục ra năm tôn đại đế, liền bị Liệt Thiên bọn họ đổ sát không còn một mảnh, chỉ có Lục Kinh Thiên vẫn như cũ còn tại miễn cưỡng chống đỡ lấy. Hỗn trướng, hỗn trướng, Lục Kinh Thiên không cam lòng gầm thét, bị Hùng Lân đè lên đánh, trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Hắn thật vất vả trở thành đại đế cường giả, có thể không nghĩ đến, vẫn như cũ không phải Tiêu Phàm đối thủ, thậm chí còn bị Tiêu Phàm thuộc hạ áp chế, trong lòng muốn bao nhiêu phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Kết thúc, ba thần nhìn thấy giấy giụa Lục Kinh Thiên, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Kết thúc rồi à, Tiêu Phàm lầm bầm lầu bầu. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tựa như đang đợi cái gì. Oanh, đột nhiên, thiên khung một tiếng nổ vang, mấy ngàn dặm chu vi biến thành hắc động, đám người ẩn ẩn nhìn thấy một đạo huyết sắc thân ảnh đang từ không trung gào thét mà xuống. Không có khả năng, hướng vạn đạo, người đầu này là một đạo đại đế tàn niệm mà thôi, không có khả năng mạnh như vậy. Một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở hư không. Nghe được thanh âm này, Lục Kinh Thiên bỗng nhiên ngừng thân hình, Hùng Lân cũng nhíu mày. Lục đạo sơ bại, Tiêu Phàm bọn họ cũng đồng thời nhìn về phía không trung, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hướng vạn đạo chỉ là một bộ đại đế tàn niệm a, mà lục đạo sơ lại là chân thật đại đế cường giả tối đỉnh, hắn làm sao có thể bại đây? Không có khả năng, hướng vạn đạo làm sao có thể thắng? Ba thần bỗng nhiên lắc lắc đầu, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Run giọng nói, trừ phi, hắn cũng đã. Ba thần không có nói hết lời,
nhưng hắn thân thể có chút run rẩy, trên mặt càng là tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn ẩn ẩn cảm giác, sự tình cũng đã vượt ra khỏi hắn dự liệu. Chẳng lẽ, Lục Kinh Thiên con người cũng biến kinh hoàng lên, thân thể không ngừng run rẩy. Hùng Lân híp híp hai mắt, ngược lại cũng không có e ngại, chỉ là có chút chấn kinh mà thôi. Trừ phi cái gì, Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn xem ba thần nói, không phải liền là lục đạo sơ bại a, này có gì ghê gớm. Ba thần hít sâu một cái, gian nan phun ra một câu, hướng vạn đạo bản tôn cũng đã siêu việt đại đế, cái gì? Đám người cùng nhau kinh hô mà ra, trong mắt tràn đầy không thể tin. Siêu việt đại đế, đã là trong mắt mọi người mong muốn mà không thể tức tồn tại. Siêu việt đại đế, đó là cảnh giới gì, chẳng phải là so đại đế còn muốn đáng sợ vô số lần. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đại đế tàn niệm, hướng vạn đạo không có khả năng chiến thắng lục đạo sơ, cho dù lục đạo sơ người bị trọng thương, nhiều nhất cũng liền ngang tay mà thôi. Ba thần tiếp tục phân tích nói, thần sắc cũng biến khó coi lên. Hắn thế nhưng là biết rõ, hướng vạn đạo cũng là Tiêu Phàm địch nhân, nếu như hướng vạn đạo muốn đối phó bọn hắn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì cơ hội. Siêu việt đại đế sao? Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, thật sâu khảm vào tay lòng bàn tay, suýt chút nữa thì bóp ra máu. Nếu như chỉ là đại đế đỉnh phong, hắn Tiêu Phàm còn có đánh cược một lần thực lực, dù sao Hùng Lân cùng Liệt Thiên Thần nghĩ bọn họ thực lực tốt xấu cũng khôi phục được đại đế hậu kỳ. Nhưng hướng vạn đạo nếu là siêu việt đại đế, vậy coi như hoàn toàn là một loại khác cục diện. Liền tựa như hắn Tiêu Phàm, mặc dù tự xưng thực lực không tệ, thật là nhường hắn cùng với chân chính đại đế cảnh chém giết, cơ hồ không có bất luận cái gì thắng lợi nắm chắc. Lục đạo sơ, người bại, hướng vạn đạo tàn niệm lần nữa xuất hiện, hai tay ôm ngực, một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng, thản nhiên nói, kẻ yếu, không có tất yếu sống ở trên đời này. Vừa dứt lời, hướng vạn đạo nhẹ nhàng một điểm, một vệt sáng đột nhiên bắn nhanh ra, xuất vào lục đạo sơ mi tâm. Lục đạo sơ giờ phút này máu me khắp người, khí huyết khô kiệt, căn bản không có bất luận cái gì phòng thủ lực lượng, trực tiếp trúng chiêu. Lão hủ không cam lòng a, hướng vạn đạo ngửa mặt lên trời nộ khiếu, thân thể giống như đạn pháo một dạng hướng về hậu phương bay ngược mà ra, trùng điệp đập ở trên thiên võ thần sơn, giống như một khỏa vẫn thạch rơi đập. Từng tòa sơn phong sụp đổ, tóe lên vô số bụi bặm. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, trong lúc nhất thời câm như hến, lạnh ngắt im ắng. Một lát sau, bụi bặm tán đi, phế tích bên trong một đạo còng xuống thân ảnh tức khắc bại lộ đi ra, chỉ là cũng không còn bất luận cái gì sinh tức, hiển nhiên chết đến không thể lại chết. Tê đám người không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là đại đế cường giả tối đỉnh a, dĩ nhiên cứ như vậy chết. Đám người trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng, đường đường đại đế cường giả tối đỉnh, vậy mà liền chết ở trước mắt. Trọng thương đồng giai cái khác cường giả có lẽ rất dễ dàng, nhưng giết chết đồng giai cái khác cường giả, thế nhưng là 10 phần khó khăn. Vừa mới hướng vạn đạo cùng lục đạo sơ một trận chiến, mặc dù chiến đấu thời gian rất lâu, có thể hướng vạn đạo nhìn qua lại là phong khinh vân đạm bộ dáng, hoàn toàn không có bất luận cái gì tổn thương, hai người lập tức phân cao thấp. Hơn nữa, lục đạo sơ rõ ràng là bị hướng vạn đạo nghiền ép, căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Cuối cùng một chỉ kia, càng là trực tiếp miểu sát lục đạo sơ, này thực lực cũng có chút đáng sợ. Cha Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời nộ khiếu, hóa thành một đạo thân ảnh nhanh chóng nhào tới. Trong vòng một ngày, đánh mất hai cái nhi tử, lại chết phụ thân, đối với Lục Kinh Thiên tới nói, hôm nay không có chút nào nghi vấn là hắn nhân sinh bên trong tuyệt vọng nhất. Rất u ám một ngày. Lục Kinh Thiên lách mình xuất hiện ở bên người lục đạo sơ, cuồn cuộn thần lực không muốn sống đồng dạng rót vào lục đạo sơ thể nội. Bản đế giết người, không ai có thể cứu sống được. Không trung phía trên, hướng vạn đạo thần sắc 10 phần bình tĩnh nói ra. Hướng vạn đạo, ta Lục Kinh Thiên thề với trời, cuối cùng sẽ có một ngày, ta định diệt ngươi vạn la đế vực, muốn ngươi hướng ra vạn kiếp bất phục. Lục Kinh Thiên giống như dã thú gào thét. Ồn ào, hướng vạn đạo hừ lạnh một tiếng, đưa tay lại là một chỉ, lộ ra có chút phong khinh vân đạm, tựa như muốn tiêu diệt một đầu ồn ào giống như con kiến. Lục Kinh Thiên nhìn thấy, đưa tay vung lên, một đạo huyết sắc vòng xoáy phủ hiện, ôm lấy lục đạo sơ thân thể,
liền một đầu xông vào huyết sắc vòng xoáy bên trong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm hướng vạn đạo công kích đi tới lúc, huyết sắc vòng xoáy vừa lúc quan bế, hướng vạn đạo nhào một cái không. Huyết ma luyện ngục sao? Hướng vạn đạo nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu cũng lóe qua một vòng ngưng trọng. Mấy tức sau đó, hướng vạn đạo chậm rãi quay người, nhìn về phía Thiên Võ Thần Sơn vị trí Tiêu Phàm bọn họ. Tiêu Phàm đám người toàn bộ đều khẩn trương lên, dù là Hùng Lân cùng Liệt Thiên cũng đồng dạng không dám buông lỏng mảy may. Bọn họ mặc dù khôi phục một chút thế lực, nhưng vẫn như cũ không đi đến đỉnh phong, hơn nữa hướng vạn đạo 8-9 phần 10 siêu việt đại đế cảnh, cho dù chỉ là một đạo tàn niệm, cũng chưa chắc là bọn họ có thể chiến thắng. Ngươi liền là Tiêu Phàm. Hướng vạn đạo hơi nhíu mày, một vòng chớp lóe lấp lóe mà ra, cuồng bạo uy áp càng là xông thẳng Tiêu Phàm bọn họ mà đi. Phốc, mặc dù có Hùng Lân bọn họ hóa giải cỗ kia uy áp, nhưng Tiêu Phàm vẫn là tiếp nhận không được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hướng vạn đạo, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hướng vạn đạo, tay phải gắt gao nắm chặt một mai huyết sắc ngọc phù, chính là huyết ma luyện ngục thông hành lệnh. Nếu như hướng vạn đạo thật muốn động thủ, duy nhất biện pháp, liền là tiến vào huyết ma luyện ngục. Chỉ là một khi cứ như vậy tiến vào huyết ma luyện ngục, về sau muốn ở thiên vũ vực đứng vững gót chân, liền không bao giờ còn có khả năng. Chủ nhân, không đến vạn bất đắc dĩ, không muốn tiến vào huyết ma luyện ngục, người không phải còn có tu la tổ giới sao? Lúc này, ba thần đột nhiên cho Tiêu Phàm truyền âm nói, hắn hiển nhiên nhìn ra Tiêu Phàm dự định. Tu la tổ giới có thể ngăn trở đại đế cảnh, Tiêu Phàm hiển nhiên không tin. Người quên, tu la tổ giới thế nhưng là cấm chế pháp tắc chi lực, kỳ thực không chỉ như thế, tu la tổ giới cũng đồng dạng cấm chế thế giới chi lực, đừng nói đại đế, liền là siêu việt đại đế, tiến vào tu la tổ giới, cũng đồng dạng sẽ bị áp chế ở thần vương cảnh. Ba thần giải thích nói. Thật, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang. Lão chủ nhân công tham tạo hóa. Há lại hướng vạn đạo có thể so sánh. Liền lão chủ nhân đều không cách nào cải biến tu la tổ giới quy tắc, hướng vạn đạo lại tính là thứ gì? Ba thần ngữ khí bên trong có đối táng nồng đậm tự ngạo, cùng đối hướng vạn đạo khinh thường. Nghe được lời này, Tiêu Phàm tức khắc tự tin rất nhiều, liền cái eo đều đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng vạn đạo, nói, hướng vạn đạo, làm sao, ngươi chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ sao? Không phải liền là giết con của ngươi a, ngươi đường đường siêu việt đại đế cường giả, cũng không cần tự mình động thủ đi. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người và âm thầm quan chiến tu sĩ nghe vậy, thân thể kém chút đứng không vững, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Hướng vạn đạo thế nhưng là siêu việt đại đế cường giả a, cho dù là tàn niệm, cũng là đại đế đỉnh phong. Lúc này, ngươi chẳng những không nghĩ biện pháp nịnh nọt hướng vạn đạo tránh thoát một kiếp, vậy mà còn cố ý kích nộ hắn. Đoàn người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Cái gì gọi là coi như giết con của ngươi, giết nhân gia nhi tử, thù này thế nhưng là không chết không thôi a, làm sao đến ngươi trong miệng, ngược lại tựa như là căn bản không tính là gì đại sự. Tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời a, dám cùng hướng vạn đạo như thế nói chuyện. Chờ chút, Tiêu Phàm nói giết hướng vạn đạo nhi tử, hướng vạn đạo chết nhi tử không phải hướng Nam Thiên sao? Ta nhớ kỹ hướng Nam Thiên là bị kiếm Hồng Trần giết chết a chẳng lẽ? Tiêu Phàm liền là kiếm Hồng Trần. Âm thầm ẩn tàng tu sĩ kinh hãi ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, khó có thể tiếp nhận cái này kết quả. Tiêu Phàm không phải là không có tiến vào bách sát chiến trường sao? Làm sao đột nhiên dung thân biến đổi, biến thành kiếm Hồng Trần đây? Nếu như Tiêu Phàm liền là kiếm Hồng Trần mà nói, vậy chúng ta những cái này cổ vực, có người kinh hãi lên tiếng. Bọn họ những cái này cổ vực tu sĩ, thế nhưng là liên hợp lại diệt thiên vũ vực, không biết giết bao nhiêu thiên vũ vực tu sĩ, lấy Tiêu Phàm tính tình, nhất định sẽ báo thù a. Phải biết, Tiêu Phàm bên người thế nhưng là có 7 tôn đại đế cường giả a, nếu như Tiêu Phàm một lần này bất tử, bọn họ những cái này cổ vực, có ai có thể ngăn được Tiêu Phàm? Coi như hắn là kiếm Hồng Trần lại như thế nào, hướng vạn đạo chắc chắn sẽ không buông tha hắn, mối thù giết con, không đội trời chung. Có người tỉnh táo lại. Tiêu Phàm có thể sống qua hôm nay còn chưa biết đây, bọn họ không tất yếu lo lắng nhiều như vậy. Tiêu Phàm sở dĩ dám thừa nhận mình giết hướng Nam Thiên, là bởi vì hắn biết rõ,
vấn đề này khẳng định lừa không được Hướng Vạn Đạo quá lâu. Lấy Hướng Vạn Đạo thực lực, sớm muộn đều sẽ biết rõ, nên cũng không tất yếu giấu giếm. Ngươi liền là Kiếm Hồng Trần. Hướng Vạn Đạo lấy lại tinh thần, băng lãnh sát khí nở rộ, trên người khí thế so vừa mới càng thêm cường đại. Ta có chút hối hận, hẳn là đem Hướng Nam Phong cũng cho làm thịt, bất quá ngươi yên tâm, ta hôm nay bất tử, không chỉ Hướng Nam Phong, ngươi Hướng ra đều sẽ gả chó không yên. Tiêu Phàm nhe răng cười nói, lộ ra một mặt tà khí. Tự tìm cái chết, Hướng Vạn Đạo hầm hầm giận dữ, lách mình thuận tiện lấy Tiêu Phàm vồ giết mà tới. Lúc này, Hùng Lân cùng Liệt Thiên Thần Nghĩ đồng thời đạp không mà lên, hai người bọn họ ở Tiêu Phàm cung cấp Ngọc Cốt Đế Vương dịch phía dưới, cũng đã khôi phục được Đại Đế Hậu Kỳ Tu Vi. Nếu như liên thủ mà nói, miễn cưỡng hẳn là còn có thể cuốn lấy Hướng Vạn Đạo, dù sao Hướng Vạn Đạo tàn niệm cũng chỉ là Đại Đế Đỉnh Phong mà thôi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, con của ngươi Hướng Nam Phong, có vẻ như đã không phải là con của ngươi. Tiêu Phàm vừa cười một tiếng. Cái gì? Hướng Vạn Đạo bỗng ngừng thân hình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nói, ngươi vừa mới lời có ý tứ gì? Ta vì sao muốn nói cho ngươi? Ta liền không tin ngươi không biết. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn có thể đủ khẳng định, Hướng Nam Phong khẳng định không phải trước kia Hướng Nam Phong, về phần là ai, Tiêu Phàm cũng vô pháp phán đoán. Chỉ cần ở Hướng Vạn Đạo trong lòng chôn xuống một khỏa trùng tử, liền đã đầy đủ. Về phần Hướng Nam Phong rốt cuộc là người nào, Tiêu Phàm cũng mảy may không quan tâm, hắn tin tưởng, Hướng Vạn Đạo tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng. Tất nhiên như thế, vậy thì chết đi. Hướng Vạn Đạo sát khí lần nữa nở rộ mà ra, từng đạo kiếm hoa từ trên người hắn nở rộ mà ra, sau lưng ẩn ẩn lộ ra một phiến kiếm chi thế giới. Hùng Lân cùng Liệt Thiên Thần Nghĩ hai người không dám tàng tư, bọn họ trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Hoàn toàn không minh bạch Tiêu Phàm vì sao sẽ cố ý kích nộ Hướng Vạn Đạo. Hai người thế giới chi lực bộc phát mà ra, hướng về kiếm chi thế giới nghiền ép mà đi. Bá tuyệt lực lượng ở hư không va chạm, Hùng Lân cùng Liệt Thiên Thần Nghĩ hai người chăm chú kiên trì ba cái hô hấp, liền bị một cỗ lực lượng cho đánh bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết không ngừng. Hảo cường, đoàn người không khỏi hít một hơi lạnh. Hùng Lân cùng Liệt Thiên Thần Nghĩ thực lực cũng đã để bọn hắn cảm giác sâu không lường được, có thể vẻn vẹn một hiệp liền bại, này khiến bọn họ như thế nào không kinh ngạc. Hướng Vạn Đạo nhưng không có buông tha cơ hội này, nếu như đã xuất thủ, hắn tự nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Phàm tên hắn thế nhưng là nghe nói qua, hắn tên giả Kiếm Hồng Trần ở Bách Sát chiến trường phát sinh sự tình, hắn càng là thanh thanh sở sở. Kẻ này cực kỳ yêu nghiệt, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Đều đứng ở ta sau lưng, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trầm giọng nói. Hắn dám bại lộ thân phận, không nhìn Hướng Vạn Đạo, cũng đã không thèm đếm xỉa. Hắn cũng đã làm xong triệu hoán Tu La Tổ Giới chuẩn bị, tuy nhiên hắn rất rõ ràng, bại lộ Tu La Tổ Giới, rất có thể dẫn tới càng nhiều phiền phức, nhưng là hiện tại, này đã là hắn duy nhất hy vọng. Ở không có yên ổn Tu La Điện tu sĩ trước đó, Tiêu Phàm cũng không muốn tùy tiện tiến vào huyết ma luyện ngục. Hoảng sợ chi uy chút xuống, đám người chỉ cảm giác một phiến thiên vũ sắp sụp đổ xuống tới, thể nội huyết mạch phún trương, mạch máu đều suýt chút nữa thì nổ tung. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, chuẩn bị triệu hồi ra Tu La Tổ Giới. Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, thiên võ thần sơn phía dưới, từng đạo tử sắc quang hoa nở rộ mà ra, nháy mắt hóa giải đám người trên người áp lực. Tiêu Phàm đột nhiên ngừng lại triệu hoán Tu La Tổ Giới chuẩn bị, bọn họ chỉ cảm giác mình thân ở một phiến tử sắc thế giới bên trong. Ngay sau đó, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, Hướng Vạn Đạo, tay ngươi duỗi quá dài a. Người nào? Hướng Vạn Đạo sắc mặt trầm xuống, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới. Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn lấy bốn phía, muốn tìm kiếm nói chuyện người. Bọn họ thực sự nghĩ không ra. Lúc này còn có người nguyện ý cùng Hướng Vạn Đạo là địch, tới cứu bọn họ. Đột nhiên, Tiêu Phàm người bọn họ phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo áo bào tím thân ảnh, một đạo khôi ngô mà lại vĩ ngạn thân thể lạc ấn ở tất cả mọi người tầm mắt. Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn xem nam tử trung niên, trong mắt đều là không thể tin. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng cực kỳ không bình tĩnh, áo bào tím thân ảnh mặc dù đứng ở người bọn họ phía trước.
lại cho bọn hắn một loại ở phía xa thiên nhai cảm giác, hoàn toàn tiếp xúc không thể thành. Hùng Lân, Liệt Thiên Thần nghĩ cùng ba thần bọn họ, con người cũng bỗng nhiên run một cái, tràn đầy kinh ngạc. Tử Vũ Thần Vương, Tử Tiền Bối, Tiêu Phàm kinh hỉ kêu đi ra. Không sai, áo bào tím thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Tử Vũ Thần Vương. Một màn này, Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không nghĩ đến, Tử Vũ Thần Vương chết đi mấy vạn năm, Tiêu Phàm một nhóm lần trước ngẫu nhiên phát hiện ngũ hành uẩn linh trận, tiềm nhập Thiên Võ Thần Sơn phía dưới. Tiêu Phàm cũng bởi vậy gặp được Tử Vũ Thần Vương, lúc ấy Tiêu Phàm cũng suy đoán Tử Vũ Thần Vương không chết, thậm chí còn khả năng đột phá đến đại đế cảnh. Nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy Tử Vũ Thần Vương xuất hiện, trong lòng của hắn vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, Tử Vũ Thần Vương có vẻ như xa xa không chỉ phổ thông đại đế tu vi, mà là so Hùng Lân bọn họ càng mạnh. Tử Vũ, hướng Vạn Đạo híp híp hai mắt, trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, người dĩ nhiên còn chưa có chết, một mực rùa giấu ở trong này sao? Nghe hướng Vạn Đạo khẩu khí, hắn là nhận biết Tử Vũ Thần Vương. Người chết, ta đều chưa hẳn bị chết. Tử Vũ Thần Vương con người băng lãnh, tử sắc y bào trong gió bay lên, đem hắn phụ trợ quý khí ung hoa. Người cảm thấy liền bằng ngươi, có thể ngăn cản ta sao? Hướng Vạn Đạo cười lạnh một tiếng, từng bước một hướng về Tử Vũ Thần Vương đi tới. Mấy vạn năm, ngươi chính là cái kia Hướng Vạn Đạo. Tử Vũ Thần Vương khẽ cười một tiếng, căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Ý tứ gì? Hướng Vạn Đạo lông mày nhíu lại. Tự cho là đúng, Tử Vũ Thần Vương nhàn nhạt phun ra một câu. Tự cho là đúng, đoàn người nghe được câu nói này, toàn bộ đều lộ ra chấn kinh chi sắc, này tử bào nhân là ai, dĩ nhiên như thế cùng Hướng Vạn Đạo nói chuyện. Chẳng lẽ hắn không biết, Hướng Vạn Đạo vừa mới giết một cái đại đế cảnh đỉnh phong sao? Phốc, lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, lại là Nam Cung Tiêu Tiêu không nhịn được cười ra. Ngươi cười cái gì? Tiêu Phàm tức giận chừng Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, lúc này hẳn là rất nghiêm túc được a, làm sao có thể cười đấy? Ta là đột nhiên nghĩ đến một câu, trang bức gặp sét đánh, này Hướng Vạn Đạo rõ ràng là một bộ rất trang bức bộ dáng. Nam Cung Tiêu Tiêu giải thích nói. Hừ, Hướng Vạn Đạo hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một vệt sáng bỗng nhiên hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu đánh tới, một cái thần vương cảnh tiểu tử dĩ nhiên cũng dám chế giễu bản thân. Hướng Vạn Đạo có thể nào không giận. Bất quá, Tử Vũ Thần Vương tự nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn, nhẹ nhàng vung lên, liền đem đạo kia công kích hóa giải. Hướng Vạn Đạo, tinh không một trận chiến a, ta cũng muốn nhìn một chút, năm đó thủ hạ bại tướng, hiện tại thực lực thế nào. Tử Vũ Thần Vương cười nhạt một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể đột nhiên nổ bắn mà ra, nháy mắt xuất hiện ở Hướng Vạn Đạo trước người, không đợi Hướng Vạn Đạo phản ứng. Một cỗ lực lượng nháy mắt mang theo Hướng Vạn Đạo xông về không trung, biến mất không thấy gì nữa. Đoàn người chỉ có thể lờ mờ nghe được từng đạo kinh thiên nổ vang, lại nhìn không rõ bất luận bóng người nào. Hùng Lân, người này là cái gì thực lực, người nhìn ra sao? Liệt Thiên đứng ở bên người Hùng Lân, ngưng tiếng nói. Ta không biết rõ, Hùng Lân mang nhiên lắc lắc đầu, bất quá, coi như không đi đến cảnh giới kia, đoán chừng cũng không xa. Liệt Thiên Thần nghĩ mấy người một trận trầm mặc, bọn họ rất rõ ràng Hùng Lân trong miệng cảnh giới kia là cái gì. Siêu Việt Đại Đế, 100 vạn năm không gặp, Thái Cổ Thần Giới Hoàng Kim Thịnh Thế lại muốn tới sao? Thật lâu, Liệt Thiên Thần nghĩ thật sâu thở dài một hơi. Năm đó bọn họ, cũng là ở vào một cái Hoàng Kim Thịnh Thế, đáng tiếc về sau bởi vì làm sai một chút sự tình, được chôn cất bắt sống, khốn tại Bách Sát Tháp. 100 vạn năm sau lần nữa xuất hiện, sớm đã cảnh còn người mất. Lão Tam, kia Tử Tiền Bối là, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tử Vũ Thần Vương, Tiêu Phàm hít sâu một cái, đem Tử Vũ Thần Vương sự tình nói một lần, bất quá cũng không có đề cập Tử Vũ Thần Vương đã từng bị giết sự tình. Việc này có thể đều có thể nhỏ, Tiêu Phàm cũng không muốn lại dẫn xuất ba đại sát thủ tổ chức. Dù là đến hiện tại, Tiêu Phàm đối ba đại sát thủ tổ chức cũng là nghe ngóng rất ít, có lẽ, hắn bây giờ còn không có đầy đủ thực lực đi hiểu rõ ba đại sát thủ tổ chức sự tình. Tử Vũ Thần Vương làm sao hiện tại đột nhiên xuất thủ, tại sao trước đó một mực không xuất thủ đây? Nam Cung Tiêu Tiêu lại hỏi nói. Đám người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc,
bọn họ đều biết Tử Vũ Thần Vương thân phận, chính là Tử Như Cuồng cùng Tử Vân Phong tiên tổ. Nếu là tiên tổ, tại sao trơ mắt nhìn xem bản thân tộc nhân bị Lục gia hủy diệt, nhưng lại thờ ơ? Ngược lại là hiện tại, Hướng Vạn Đạo muốn giết Tiêu Phàm bọn họ thời điểm, Tử Vũ Thần Vương lại động thủ. Ta cũng không rõ ràng, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn nội tâm cũng mười phần nghi hoặc. Hắn không quá tin tưởng, Tử Vũ Thần Vương là nhìn thấy hắn thân vùi lấp hiểm cảnh, lúc này mới xuất thủ cứu giúp. Dù sao, Tử Vũ Thần Vương cùng hắn không có quá nhiều liên quan, cho dù có, vậy cũng là cùng thần vô tận, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Duy nhất có thể, liền là Tử Vũ Thần Vương trước đó căn bản không biết phát sinh sự tình. Chỉ có nguyên nhân này, mới có thể giải thả Tử Vũ Thần Vương đối trước đó Thiên Võ Thần Sơn phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Về phần cụ thể như thế nào, Tiêu Phàm cũng không dám xác định, chỉ có đợi đến Tử Vũ Thần Vương trở về mới biết được. Chân trời, ngẫu nhiên đi ra một trận trời long đất lở thanh âm, đó là Tử Vũ Thần Vương cùng Hướng Vạn Đạo chiến đấu phát ra, dù là cách nhau vô số cự ly, vẫn như cũ chấn động đến đám người màng nhĩ có chút đau nhức. Ở đây tu sĩ, cơ hồ không người có thể thấy rõ ràng hai người chiến đấu, cho dù Hùng Lân cùng Liệt Thiên cũng không được. Hướng Vạn Đạo không nói, hắn tự thân cũng đã siêu việt đại đế cảnh, cho dù chỉ là một đạo tàn niệm, cũng ít nhất là đại đế đỉnh phong. Không, nói cho đúng, này đã không phải đại đế tàn niệm, mà là thánh tướng. Đồng dạng, Tử Vũ Thần Vương cũng vô cùng có khả năng đạt đến như vậy cảnh giới, cho dù không phải, nhưng là xa không phải bình thường đại đế đỉnh phong có thể so sánh. Đám người một trận trầm mặc, bọn họ đang chờ hai người kết thúc chiến đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm đám người tâm cũng biến khẩn trương lên, bọn họ tự nhiên hy vọng Tử Vũ Thần Vương thắng được. Nhưng bây giờ nhìn đến, Hướng Vạn Đạo cũng không phải dễ dàng như vậy đánh bại, dù là chỉ là thánh tướng. Từ nơi này đám người cũng có thể đánh giá ra, Tử Vũ Thần Vương khẳng định không có siêu việt đại đế cảnh, nếu không mà nói, trận này chiến đấu đã sớm kết thúc. Không sai biệt lắm một canh giờ thời gian, tinh không chiến đấu âm thanh âm lúc này mới chậm rãi biến mất. Đến cùng người nào thắng, tất cả mọi người đều một mặt khẩn trương nhìn xem không chung, không chỉ Tiêu Phàm bọn họ, âm thầm còn ẩn giấu đi một chút đế vực cùng cổ vực cường giả. Đại đế cảnh chiến đấu bọn họ không chen tay được, nhưng là không ảnh hưởng bọn họ quan chiến, dù sao, đại đế cảnh chiến đấu, đối đám người tới nói, cũng là có rất lớn ích lợi. Lão Tam, các ngươi nói người nào thắng? Nam Cung Tiêu Tiêu không nhịn được hỏi, nói chuyện đều có chút khẩn trương. Nếu là Tử Vũ Thần Vương thua, bọn họ kết cục chắc chắn sẽ không quá tốt, Hướng Vạn Đạo nhất định sẽ thừa cơ diệt Thiên Vũ vực, bọn họ là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy một cái có thể uy hiếp Hướng ra địa vị thế lực tồn tại. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, con người gắt gao nhìn chằm chằm không trung, nắm đấm nắm chặt, trong lòng lẩm bẩm, Tử Vũ tiền bối, ngài nhất định muốn thắng a. Về công về tư, Tiêu Phàm đều không muốn Tử Vũ Thần Vương thất bại. Hướng Vạn Đạo, người bại. Cũng liền ở lúc này, chân trời một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, nghe được lời này, đoàn người toàn bộ đều kinh hãi vô cùng. Hướng Vạn Đạo, dĩ nhiên thua, liền bản đế một bộ thánh tướng đều giết không chết, người còn muốn thắng. Hướng Vạn Đạo một mặt khinh thường nói, đây chỉ là hắn thánh tướng mà thôi, cùng hắn bản nhân thực lực thế nhưng là chênh lệch cách xa vạn dặm a. Tử Vũ Thần Vương liền Hướng Vạn Đạo thánh tướng đều giết không chết. Làm sao nói là hắn bản thể đối thủ đây? Nếu như ta đoán không sai, người bản thể còn không có xuất quan a, nếu không, lấy ngươi tính cách, khẳng định đã sớm đi ra diễu võ dương oai. Tử Vũ Thần Vương không nhịn được đả kích nói. Hướng Vạn Đạo con ngươi chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, nhếch miệng khinh thường nói, hủy diệt Thiên Vũ vực, chẳng lẽ còn cần bản đế tự mình động thủ sao? Tiêu Phàm bọn họ nín thở ngưng thần, liền hô hấp đều không dám quá mức trầm trọng. Nghe được Hướng Vạn Đạo mà nói, bọn họ tâm khẩn trương đến cực điểm, toàn trường lạnh ngắt im ắng. Hủy diệt Thiên Vũ vực, nghe Hướng Vạn Đạo vừa mới khẩu khí, hắn hủy diệt Thiên Vũ vực quyết tâm, thật đúng là không phải bình thường kiên định a. Nếu như Hướng Vạn Đạo nhất định muốn hủy diệt Thiên Vũ vực mà nói, phóng tầm mắt thiên hạ, người nào lại có thể cứu được Thiên Vũ vực? Toàn trường không một người dám nói chuyện, sợ kinh nộ Hướng Vạn Đạo, cho mình địa vực mang đến tai nạn tính nguy hại. Hướng Vạn Đạo thực lực,
bọn họ có thể đều là tận mắt chứng kiến qua, xưng là đại đế cảnh bên trong vô địch cũng không sai biệt lắm. Có thể ngươi còn không phải chính mình tới. Tử Vũ Thần Vương nghiền ngẫm cười một tiếng, một bộ ta ăn chắc ngươi bộ dáng, căn bản không sợ hướng vạn đạo uy hiếp. Nếu như nói còn có ai hiểu rõ hướng vạn đạo, không có chút nào nghi vấn, cùng hướng vạn đạo cùng một cái thời đại Tử Vũ Thần Vương tuyệt đối tính một cái. Dừng một chút, Tử Vũ Thần Vương lại nói, nếu như ngươi bản thể có thể xuất quan, đoán chừng đã sớm hận không thể xuất đầu lộ diện đi. Xuất đầu lộ diện, đám người khóe miệng hơi rút, này Tử Vũ Thần Vương miệng thật đúng là không phải bình thường tổn hại a. Hướng vạn đạo tốt xấu cũng là một đời đế vực vực chủ, hắn lại làm sao có thể nghĩ đến xuất đầu lộ diện đây. Chỉ cần hắn một câu, vạn la đế vực liền không biết có bao nhiêu người chạy theo như vịt, giúp đỡ hủy diệt thiên vũ vực đây. Nếu không phải tới đây báo mối thù giết con, hướng vạn đạo là đánh chết cũng sẽ không tự mình đi tới nơi này, một cái phổ thông địa vực căn bản không vào được hắn pháp nhãn. Dù sao, hủy diệt một cái phổ thông địa vực, tùy tiện phái ra một cái đại đế cường giả liền đầy đủ. Ngươi yên tâm, bản đế sẽ không để cho ngươi thất vọng, thiên vũ vực, bản đế diệt định. Hướng vạn đạo biết rõ nói không lại Tử Vũ Thần Vương, tức khắc bắt đầu uy hiếp. Đám người đều có thể rõ ràng cảm nhận được hướng vạn đạo trên người sát ý, người ở đây đều biết rõ, hướng vạn đạo là muốn làm thật. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Tiêu Phàm càng là nhe răng trợn mắt, con người đều biến đỏ thắm. Bách sát chiến trường bên trong, Tiêu Phàm tự biết đắc tội đông đảo đại thế lực, nhất định sẽ có đại đế cảnh cường giả trả thù. Vì đối mặt các đại đế vực cùng cổ vực cường giả trả thù, Tiêu Phàm nghĩ hết biện pháp, phế đi rất nhiều tâm tư, cũng tổn hao rất nhiều thời gian, lúc này mới thành công xông qua Bách Sát Tháp, cũng hàng phục mấy tôn đại đế. Nguyên bản Tiêu Phàm coi chính mình đầy đủ ứng đối hơn vạn đế vực, dù sao bên người tốt xấu cũng có mấy tôn đại đế cường giả, nhưng hắn vẫn như cũ quá xem thường hướng vạn đạo không biết xấu hổ. Tiêu Phàm nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, hắn thế nhưng là còn tưởng tượng lấy nhường thiên vũ vực quật khởi ngày nào đó, làm sao có thể cứ như vậy bị hủy diệt đây. Hướng vạn đạo, ngươi nếu dám hủy diệt thiên vũ vực, ta định để ngươi hướng ra vĩnh viễn tiêu thất ở thái cổ thần giới. Tiêu Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời giận dữ hét, cuồng bạo sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cũng không biết bản thân là nào dám đứng ra nói chuyện. Hắn chỉ biết là, bản thân nếu là đối mặt hướng vạn đạo liền nói chuyện dũng khí đều không có, về sau muốn báo thù, đoán chừng càng thêm khó khăn. Danh con, nơi này có người nói chuyện phần sao? Hướng vạn đạo phẫn nộ con người chuyển hướng Tiêu Phàm, bản đế hôm nay lời liền đặt ở này, vô luận ai tới, đều bảo không được thiên vũ vực, bản đế diệt định. Hắn thân hình có chút chật vật, vừa mới cùng Tử Vũ Thần Vương một trận chiến, hiển nhiên bị thương không nhẹ, tôn này thánh tướng đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu. Tử Vũ Thần Vương nhìn thấy, lách mình ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên. Hắn gặp qua nhiều người như vậy, còn cho tới bây giờ không có người giống Tiêu Phàm như vậy, dám theo siêu việt tự thân thực lực nhiều người như vậy khiêu chiến. Ngươi nói diệt liền diệt sao? Đột nhiên, một đạo bá đạo thanh âm vang lên, không biết từ chỗ nào truyền đến. Đám người nghe vậy, một mặt kinh ngạc nhìn xem bốn phía, bọn họ cũng không biết là người nào đang nói chuyện. Cũng dám phản bác hướng vạn đạo lời nói. Tử Vũ Thần Vương cũng có chút buồn bực, không khỏi nhíu mày. Người nào, cút ra đây. Hướng vạn đạo quát lạnh một tiếng, băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía. Vừa dứt lời, không trung phía trên, đột nhiên một đạo bạch quang lóe qua, mười phần chói mắt, liền tựa như một vòng tiểu thái dương đồng dạng, nháy mắt hấp dẫn đám người chú ý. Đoàn người phóng tầm mắt nhìn tới. Lại là nhìn thấy một cái bạch bào trung niên nam tử đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem đối diện hướng vạn đạo. Hướng vạn đạo nhíu mày, lấy hắn nhãn lực, dĩ nhiên cũng không thấy rõ ràng người trước mắt là như thế nào xuất hiện. Các hạ là người nào? Chẳng lẽ ngươi muốn bảo trụ thiên vũ vực hay sao? Hướng vạn đạo híp híp hai mắt, trong lòng của hắn cũng kinh ngạc không thôi, bản thân dĩ nhiên nhìn không thấu người trước mắt tu vi. Lan, trả lời hướng vạn đạo. Chỉ có bạch bào trung niên nam tử một chữ, liền tựa như một đạo thiên lôi đồng dạng mãnh liệt mà ra, xông thẳng hướng vạn đạo mà đi. Hướng vạn đạo sắc mặt biến hóa,
sóng âm kia dĩ nhiên mang theo một cỗ đáng sợ trùng kích, liền hắn thánh tướng đều chịu không nổi. Ầm, một tiếng kinh thiên nổ vang, hướng vạn đạo thánh tướng trực tiếp ở hư không nổ tung, hóa thành một phiến quang vũ tiêu tán ở không trung. Tê đoàn người nhìn thấy, toàn bộ đều hít một hơi lạnh, đây chính là hướng vạn đạo thánh tướng A, có được đại đế cảnh đỉnh phong thực lực, lại bị kia nam tử trung niên một tiếng trách mắng cho nổ. Tử vũ thần vương cũng lộ ra kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bạch bào trung niên nam tử. Những người khác sớm đã ngây ra như phỗng, tựa như mắt mình hoa, nhưng vô luận bọn họ làm sao lau hai mắt, hướng vạn đạo thánh tướng đã biến mất. Vạn La đế vực, Vạn La đế thành, hướng ra phủ đệ một tòa kim bích huy hoàng cung điện bên trong, đột nhiên truyền ra rên lên một tiếng, chỉ thấy đại điện trung ương bồ đoàn bên trên, hướng vạn đạo sắc mặt trắng bệch, trong miệng tràn ra một tia vết máu. Hắn là ai? Hướng vạn đạo khẽ hô một tiếng, trong mắt tràn đầy chấn động, thậm chí mang theo một tia bàng hoàng. Hắn trong đầu, một mực lạc ấn lấy miểu sát hắn thánh tướng nam tử trung niên bộ dáng. Hướng vạn đạo ở chính mình ký ức bên trong tìm hồi lâu, có thể vẫn như cũ không có tìm tới nam tử trung niên bất luận cái gì tin tức. Bất quá hắn biết rõ, bản thân đắc tội một cái dạng gì nhân vật, có thể một tiếng trách mắng liền giết hắn thánh tướng, tuyệt đối là như vậy cảnh giới nhân vật. Chỉ là hắn nghi hoặc là, thiên vũ vực lúc nào biết có bậc này cường giả che chở. Nếu như người này thế tất yếu bảo vệ thiên vũ vực mà nói, hắn nghĩ hủy diệt thiên vũ vực, cơ bản là không thể nào. Người tới, thật lâu, hướng vạn đạo một tiếng quát nhẹ, hắn làm một cái quyết định, tạm thời trước biết rõ ràng kia bạch bào trung niên nam tử lai lịch lại nói. Thiên võ thần sơn trên không, tự cho là đúng đồ vật, bạch bào trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, một lời một nhóm, đều tràn đầy một loại bá đạo khí thế. Tựa như vừa mới miểu sát hướng vạn đạo thánh tướng, chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Hắn nguyên bản cũng không muốn giết chết hướng vạn đạo thánh tướng, bất quá hướng vạn đạo đối với hắn nói khoác mà không biết ngược, lấy hắn tính tình, không có giết lên vạn La đế thành thế là tốt rồi, lại làm sao có thể buông tha hướng vạn đạo thánh tướng đây. Thật lâu, bạch bào trung niên nam tử bỗng quay người nhìn về phía dưới thiên vũ vực mặt khác tu sĩ, nói ta chính là Bách Sát Các Lãng Thiên. Kiếm Hồng Trần ở đâu? Bách Sát Các, tê đoàn người nghe được Bách Sát Các ba chữ này, lại không khỏi hít một hơi lạnh, về phần phía sau câu nói kia, bọn họ tựa như hoàn toàn nghe được một dạng. Chỉ có Tiêu Phàm, rất nhanh từ trong bình tĩnh lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn xem bạch bào trung niên nam tử Lãng Thiên. Người này là đến tìm chính mình. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng ngũ vị tạp toàn bộ, hắn thực sự nghĩ không ra, tại sao Bách Sát Các người sẽ đến tìm chính mình. Thậm chí, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết rõ vừa mới không muốn bại lộ bản thân thân phận. Hiện tại, người ở đây đại bộ phận đều biết rõ hắn Tiêu Phàm liền là Kiếm Hồng Trần, coi như nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm không được. Vãn bối, Tiêu Phàm hít sâu một cái, tiến lên một bước nói. Chỉ là lời chưa nói xong, liền bị một tiếng hét lớn cắt ngang, lại là một cái trung niên nam tử đột nhiên đạp không mà lên, quát to tiền bối. Người kia liền là giết người ma đầu Kiếm Hồng Trần. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều âm thầm thay Tiêu Phàm ngắt một thanh mồ hôi lạnh, bất quá Tiêu Phàm cửu nhân lại là mừng thầm không thôi, bọn họ thế nhưng là ước gì Lãng Thiên giết Tiêu Phàm. Kể từ đó, cũng không cần bọn họ động thủ, huống hồ, hiện tại lấy bọn hắn thực lực, cho dù động thủ cũng giết không được Tiêu Phàm. Dù sao, Tiêu Phàm bên người thế nhưng là nắm giữ bảy tôn đại đế cường giả. Tiêu Phàm lông mày gảy nhẹ, hắn mặc dù không biết Lãng Thiên ý đổ đến, nhưng là hồi tưởng lên Lãng Thiên ban đầu nói câu nói kia, hẳn không phải là tới giết bản thân. Hắn mặc dù tự xưng thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng còn không xứng siêu việt đại đế cảnh cường giả tới giết bản thân. Vãn bối gặp qua Lãng Thiên tiền bối, Tiêu Phàm cuối cùng hay là lên tiến một bước, hơi hơi thi lễ nói. Lấy Lãng Thiên một câu miểu sát hướng vạn đạo thực lực. Coi như dùng bảy tôn đại đế bảo hộ bản thân, cũng căn bản không có tác dụng gì, đối phương muốn giết bản thân, một cái ý niệm trong đầu là đủ rồi. Tiểu tử, nhìn đến muốn ngươi chết không ít người a. Lãng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm đầu tiên là ánh mắt hơi hơi sáng lên, sau đó trêu ghẹo nói. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, muốn giết người khác đâu chỉ không ít, đã sớm kinh động đến bốn đại đế vực, tám đại cổ vực a.
Bất quá, nghe được Lãng Thiên ngữ khí, Tiêu Phàm ngược lại bình tĩnh lại, cười nói, tiền bối, vãn bối trước thanh lý những cái này khiến người chán ghét con muỗi, lại đến lắng nghe tiền bối dạy bảo. Đám người nghe vậy, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Người nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lúc này, dĩ nhiên còn muốn giết người. Phải biết, Lãng Thiên thế nhưng là bách sát các người a, đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm góp đi lên nịnh nọt, nhưng Tiêu Phàm căn bản không có coi là chuyện to tát. Lãng Thiên cũng bị Tiêu Phàm lời nói cho kinh động, trong mắt lộ ra khen ngợi ánh mắt, gật gật đầu nói, cũng tốt. Hùng Lân, Liệt Thiên, Phàm là tham dự hủy diệt Thiên Vũ vực người, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Vạn La Đế vực, Huyền Nguyệt cổ vực các loại đại thế lực thần vương cảnh phía dưới tu sĩ, mặc dù không có tham gia cùng phía trước đại đế cấp bậc chiến đấu, có thể bọn họ cũng không có rời đi, một mực ở trong tối quan sát. Bây giờ nghe được Tiêu Phàm lời nói, tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Mau trốn, không biết người nào một tiếng hét lớn, âm thầm tiềm phục tu sĩ tức khắc giống như chim muôn bay tán ra, hướng về tứ phía tám bỏ chạy mà đi. Nếu như là bình thường, bọn họ muốn chạy, cũng không người ngăn được. Nhưng hiện tại, động thủ là bảy tôn đại đế a, hơn nữ yếu nhất đều là đại đế cảnh trung kỳ, bọn họ lại làm sao có thể trốn được đây? Theo lấy Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, Hùng Lân bảy người nháy mắt xuất hiện ở hàng trăm hàng ngàn bên trong bên ngoài, đem tất cả mọi người vây quanh ở trung ương, bắt đầu đại khai sát giới. Một nhóm thần vương cảnh tu sĩ, nếu là từ bảy tôn đại đế trong tay trốn, vậy đơn giản liền là thiên đại cười nhạo. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mưa máu vẩy ra trường không, thiên võ thần sơn trên không lần nữa bị nhuộm thành huyết sắc. Vô số cụt tay cụt chân vương vãi xuống. Tiêu Phàm, chúng ta không có giết qua Thiên Vũ vực tu sĩ, chỉ là đến quan chiến. Còn có chúng ta cũng vô dụng động thủ một lần. Nhìn thấy nơi xa đổ sát, một chút tu sĩ bắt đầu cầu xin tha thứ, có ít người là thật không có động thủ một lần, sợ Tiêu Phàm người đem bọn họ cho giết lầm. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Các ngươi nói không có động thủ. Chẳng lẽ liền không có động thủ sao? Nếu là không có may mắn tai vui dã tâm nghĩ, lại làm sao có thể vạn dặm xa xôi chạy tới Thiên Vũ vực quan chiến đây? Mặc cho bọn họ như thế nào cầu xin tha thứ, Tiêu Phàm đều không có để ý tới, coi như bọn họ không có động thủ, có thể trơ mắt nhìn xem Thiên Vũ vực bị hủy diệt mà thờ ơ, liền đầy đủ nhường Tiêu Phàm giết bọn hắn. Tiêu Phàm, ngươi một cái sát nhân cuồng ma, kiếm hồng trần. Ta phong lôi đế vực cùng ngươi không chết không thôi. Các loại tiếng kêu thảm thiết, nguyền rủa tiếng mắng vang vọng hư không, rất nhiều người trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như thế, bốn đại đế vực cùng tám đại cổ vực hủy diệt Thiên Vũ vực, bọn họ tham gia cái gì kình rồi. Đồ sát dòng giã tiến hành nửa nén hương thời gian, không thể không nói, đại đế cảnh cường giả thực lực vẫn là cực kỳ đáng sợ, giống hệt một bộ bộ cỗ máy giết chóc. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Thiên Võ Thần Sơn bốn phía rốt cục an tĩnh lại. Hùng Lân bảy người, giết chết tu sĩ, chí ít cũng có mấy chục vạn nhiều, trong đó thần vương cảnh thì có không ít, thiên không đều là một phiến huyết hồng, huyết tinh đến cực điểm. Lần này rốt cục an tĩnh, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, giết chết những người này, chẳng lẽ liền báo Thiên Vũ vực thù sao? Không có, những cái này vẻn vẹn chỉ là thu hồi chút lợi tức mà thôi. Tiêu Phàm muốn cho Thiên Vũ vực tu sĩ báo thù, trừ phi hủy diệt bốn đại đế vực, tám đại cổ vực, nếu không quyết không bỏ qua. Bất quá tạm thời tới nói, lấy hắn thực lực, muốn hủy diệt bốn đại đế vực là không thể nào, ngược lại là kia tám đại cổ vực, có lẽ có thể hủy diệt. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía nơi xa đỉnh núi Lãng Thiên nói, để tiền bối đợi lâu, xin lỗi. Lãng Thiên mặc dù được chứng kiến sự kiện lớn, nhưng là bị Tiêu Phàm cử động cho hơi hơi khiếp sợ đến, cùng vừa rồi chắc chắn, giờ phút này Tiêu Phàm, trên người lại không bất luận cái gì sát ý, ngược lại giống một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa vãn bối. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy vừa mới đổ sát, đánh chết Lãng Thiên cũng không tin, Tiêu Phàm là một cái giết người không chớp mắt tiểu ma đầu. Không sao, ngược lại là ta xem nhẹ tiểu hữu. Lãng Thiên thần sắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Còn phải đa tạ tiền bối thay vãn bối đuổi đi đại địch, bằng không Thiên Vũ vực khả năng liền thật muốn hủy diệt. Tiêu Phàm cung kính một xá nói. Một xá này,
Tiêu Phàm cũng là phát ra từ nội tâm chỗ sâu, hướng vạn đạo thánh tướng, bằng vào bọn họ những người này, đều chưa chắc là đối thủ, huống chi hắn bản tôn đây. Lãng Thiên Diệt hướng vạn đạo thánh tướng, cũng là biến tướng bảo vệ Tiêu Phàm bọn họ cùng Thiên Vũ vực. Hơn nữa, tương lai rất dài một đoạn thời gian loại hình, đoán chừng 4 đại đế vực cùng 8 đại cổ vực, cũng không dám tùy tiện đối Thiên Vũ vực động thủ, ở nơi này cho Tiêu Phàm cùng Thiên Vũ vực đều thắng được thở dốc cơ hội. Lãng Thiên gật gật đầu, xem như chịu đựng một lễ này, tuy nhiên hắn cũng chỉ là khó chịu hướng vạn đạo bá đạo, nhưng vừa mới xác thực cứu được Tiêu Phàm bọn họ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch bản thân vừa mới xuất thủ sẽ cho Thiên Vũ vực mang đến cái gì, hắn hoàn toàn có tư cách tiếp nhận Tiêu Phàm một lễ này. Ta lúc này mới đến, là muốn mang ngươi tiến về Bách Sát Các, thu thập một cái đồ vật, đi theo ta đi. Trầm ngâm lúc này, Lãng Thiên rốt cục nhớ lại tự mình tiến tới Thiên Vũ vực mục đích. Tiến về Bách Sát Các, Tiêu Phàm hơi sững sờ, hắn biết rõ, dựa vào Bách Sát bảng hạng 3 thành tích, xác thực có thể tiến vào Bách Sát Các, thậm chí còn có thể tiến vào đế cung. Chỉ là hắn không nghĩ đến, Lãng Thiên bực này nhân vật, vậy mà sẽ tự mình đến mời bản thân, đây cũng quá yêu ái a. Không chỉ Tiêu Phàm kinh ngạc, Quân Nhược Hoan bọn họ cũng 10 phần không bình tĩnh, toàn bộ đều một mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiêu Phàm nếu là có thể tiến vào Bách Sát Các, thực lực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại, đây là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Chỉ cần Tiêu Phàm biến mạnh hơn, những cái kia đế vực cùng cổ vực, còn có ai có thể khinh thường Thiên Vũ vực. Công tử, nhanh đáp ứng tiền bối, chỉ cần tiến vào Bách Sát Các, về sau có người còn dám đối Thiên Vũ vực động thủ, cũng phải cân nhắc một chút. Cổ Nhược Trần vội vàng nói ra. Đúng vậy a, công tử, lấy người Bách Sát bảng chiến tích, ngươi là có thể đặc biệt tiến vào đế cung. Quân Nhược Hoan cũng khuyên nói, hắn không biết Tiêu Phàm đang do dự cái gì. Lãng Thiên trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, thậm chí còn lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo, đi đến hắn dạng này cảnh giới đều sẽ dạng này, có thể nghĩ những người khác. Nếu là có thể tiến vào Bách Sát Các, thậm chí đế cung, tuyệt đối là một loại vô thượng vinh dự. Nhưng mà, tiếp xuống một câu, lại làm cho đám người không bình tĩnh. Tiền bối, xin lỗi. Tiêu Phàm nội tâm vùng vẫy hồi lâu, hít sâu một cái nói. Ngươi không nguyện ý đi. Lãng Thiên cũng nhíu mày, nói, ngươi cần phải biết rõ, bao nhiêu người liều bể đầu, cũng nghĩ tiến vào Bách Sát Các. Xin lỗi, tiền bối. Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ có mấy chữ. Ngươi là đang sợ hãi tham gia thiên tài tư cách chiến. Lãng Thiên Tiếu Dung cũng nháy mắt động lại, ngưng tiếng nói, ngươi nếu sợ. Ngươi đều có thể không cần tham gia thiên tài tư cách chiến, lấy ngươi Bách Sát bảng hạng 3 thành tích, ngươi có thể trực tiếp tiến vào Bách Sát Các hoặc là đế cung. Nếu như nói tiến vào Bách Sát Các, xác thực sẽ cho người có chút do dự, dù sao thiên tài tư cách chiến cũng không phải nói đùa. Hơn nữa, dù là Tiêu Phàm có thể trực tiếp tiến vào Bách Sát Các, cũng khả năng bị người gây hấn, chiến đấu cũng không thể tránh được. Nhưng là, Tiêu Phàm thế nhưng là có thể tiến vào đế cung a. Không cần tham gia thiên tài tư cách chiến không nói, còn có thể thu hoạch tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ tư cách. Nhân tộc thí luyện cổ lộ tư cách, đừng nói các đại đế vực cùng cổ vực tu sĩ, liền là năm đại cổ cương đỉnh cấp thiên tài, đều sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, vô luận chỗ nào, đều không thể thiếu chiến đấu, tiến vào đế cung cũng đồng dạng như thế. Chẳng lẽ Tiêu Phàm sợ? Hắn sợ cùng các vực tuyệt thế thiên kiêu giao phong. Hắn sợ cùng cổ cương đỉnh tiêm yêu nghiệt chiến đấu. Nếu quả thật là dạng này, vậy hắn Lãng Thiên thật đúng là thất vọng rồi. Đều không phải, Tiêu Phàm đắng chát lắc lắc đầu nói. Nghe được lời này, Lãng Thiên mới thở dài một hơi, nếu là hắn đến mời một cái tham sống sợ chết chi đồ, về sau trở lại Bách Sát Các, nhất định sẽ trở thành trò cười. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Lãng Thiên trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tiêu Phàm quét mình mông đại địa một cái, nói ta lo lắng Thiên Vũ vực, lo lắng ta các huynh đệ tỉ muội, cũng lo lắng Thiên Vũ vực tất cả mọi người. Ngươi là sợ mặt khác đế vực cùng cổ vực trả thù. Lãng Thiên trên mặt lại lộ ra tiếu dung, tự tin nói, nếu như chỉ là dạng này, ngươi hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Ngươi thành công thông qua được Bách Sát Tháp khảo nghiệm, không những có thể làm cho Thiên Vũ vực tấn thăng làm thiên võ cổ vực, cũng nắm giữ một khối Bách Sát đế lệnh. Đừng nói những cái kia cổ vực, cho dù là những cái kia đế vực,
tạm thời cũng không dám động thủ. Không phải những cái này. Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc lắc đầu, nói tiền bối, ta là lo lắng thiên vũ vực tu sĩ. Rất nhiều người bởi vì ta duyên cớ, tiến nhập huyết ma luyện ngục, ta nhất định phải cứu bọn họ. Công tử, không thể. Quân Nhược Hoan cùng Hùng Lân đám người nghe vậy, đồng thời kêu đi ra. Bọn họ thế nhưng là hiểu rõ Tiêu Phàm làm người, lấy hắn tính cách, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ thiên vũ vực tu sĩ. Thế nhưng là huyết ma luyện ngục chính là lục gia chủ trận, Tiêu Phàm tiến vào bên trong, tuyệt đối là hữu tử vô sinh a. Lãng Thiên cũng là hơi sững sờ, không khỏi xem trọng Tiêu Phàm một cái. Đi đến bọn họ dạng này cảnh giới, thần vương cảnh phía dưới đều như run rế, lại có ai sẽ đi quan tâm một chút run rế tính mệnh đây. Huyết ma luyện ngục là địa phương nào, Lãng Thiên rất rõ ràng, cho dù lấy hắn thực lực, xâm nhập trong đó, cũng chưa hẳn có thể bình yên vô sự đi ra. Nhưng Tiêu Phàm dĩ nhiên biết rõ nguy hiểm, lại còn muốn đi sông. Càng là từ bỏ tiến vào bách sát các cùng đế cung tư cách, này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc đây. Phải biết, đây chính là Tu La tộc ba đại luyện ngục một trong A. Việc này ta cũng đã quyết định, Tiêu Phàm trực tiếp đem đám người lời nói chặn trở về, sau đó nhìn về phía Lãng Thiên nói, ta tiền bối thưởng thức, vãn bối cũng rất muốn tiến vào bách sát các, nhưng là, thân làm thiên vũ vực một phần tử, có một số việc biết rõ không thể làm, cũng phải làm. Biết rõ không thể làm. Cũng phải làm. Lãng Thiên con người khẽ run lên, giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm bất đồng. Nói Tiêu Phàm sợ chết, nếu như Tiêu Phàm sợ chết, hắn lại làm sao có thể cùng hướng vạn đạo khiêu chiến? Nếu như Tiêu Phàm sợ chết, hắn lại làm sao vì một chút thần vương cảnh phía dưới run rế, mà phải lấy thân mạo hiểm? Trầm ngâm lúc này, Lãng Thiên lúc này mới nói, ngươi muốn vào huyết ma luyện ngục, ta không ngăn cản ngươi, nhưng là... Bách sát các danh ngạch, ta có thể vì ngươi giữ lại, về phần đế cung danh ngạch, nếu như 3 năm bên trong, ngươi đuổi không đến man hoang cổ thành, tư cách liền sẽ tự động hủy bỏ. Tạ tiền bối, Tiêu Phàm thần sắc hơi động. Không cần cảm ơn ta, Lãng Thiên lắc lắc đầu, mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một câu, đế cung danh ngạch, ngoại trừ bách sát bảng top 10 bên ngoài, chỉ có nắm giữ bách sát đế lệnh người mới có thể đi vào, hy vọng ngươi dường như trân trọng. Thoại âm rơi xuống, Lãng Thiên thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ, hư không chỉ có một câu quanh quẩn. Từ giờ trở đi, thiên vũ vực tấn thăng thiên võ cổ vực, quay đầu ta sẽ thông chi bên trên. Thanh âm chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, giữa thiên địa đột nhiên một trận rung động, lập tức nhấc lên một trận hư vô phong bạo, cuồng bạo thần linh chi khí ở thiên địa gào thét. Chuyện gì xảy ra, thần linh chi khí biến nồng nặc. Tiêu Phàm bọn họ lấy lại tinh thần, kinh ngạc cảm thụ được bốn phía biến hóa. Thiên vũ vực tấn cấp, Quân Nhược Hoan cùng Cổ Nhược Trần nhìn nhau một cái, Quân Nhược Hoan một mặt kích động nói, công tử, hiện tại, thiên vũ vực tấn thăng thành thiên võ cổ vực. Thiên võ cổ vực sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn rốt cục minh bạch, tại sao cổ vực thiên tài muốn so phổ thông địa vực muốn thêm, chỉ là này tu luyện hoàn cảnh đều không giống a. Vẻn vẹn chốc lát. Thiên vũ vực thần linh chi khí, liền nồng nặc hơn 2 lần, hơn nữa, còn xa xa còn chưa có kết thúc ý tứ. Chờ thiên vũ vực, không, nói cho đúng hẳn là thiên võ cổ vực. Chờ thiên võ cổ vực thần linh chi khí triệt để bình tĩnh trở lại, thần linh chi khí nồng đậm trình độ, chí ít cũng phải tăng cường gấp 10 lần có thừa. Công tử, người không nên cự tuyệt tiền bối, thiên vũ vực sự tình, giao cho chúng ta là được. Làm đám người chấn kinh thời khắc. Quân Nhược Hoan đột nhiên thở dài một hơi nói. Bất quá hắn cũng biết rõ, Tiêu Phàm quyết định sự tình, là không thể nào cải biến. Không phải còn có 3 năm thời gian sao, Tiêu Phàm lại là không chút quan tâm, lật ra bàn tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện 2 thanh tiểu kiếm. Bách sát đế lệnh, đám người nháy mắt nhận ra 2 thanh nhỏ thiết kiếm. Tiêu Phàm nhìn trong tay 2 mai bách sát đế lệnh một cái, ngược lại là không có quá nhiều quan tâm. Tiện tay đem 2 mai bách sát đế lệnh ném cho Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan, nói, lão nhị, Nhược Hoan, nếu như ta không từ huyết ma luyện ngục bên trong đi ra, 2 người các ngươi mang theo bách sát đế lệnh tiến vào đế cung. Lão Tam, ngươi không đi, ta cũng không đi. Nam Cung Tiêu Tiêu lúc này cự tuyệt nói. Công tử, ta không muốn. Quân Nhược Hoan cũng lui về sau một bước, tuy nhiên hắn rất muốn tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ,
nhưng là, hắn không thể tiếp nhận này bách sát đế lệnh. Yên tâm, ta sẽ sống sót đi ra. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu nói, lão nhị, ta có thể còn muốn đi tiếp thi vũ đây. Thế nhưng là, Nam Cung Tiêu Tiêu hai mắt huyết hồng. Không có cái gì thế nhưng là, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, ta thế nhưng là vạn năm tai họa, không dễ dàng như vậy chết. Tiêu Phàm tự giễu cười nói. Không đợi hai người, Tiêu Phàm trực tiếp đem bách sát đế lệnh cưỡng ép kín đáo đưa cho Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan. Tử Vũ tiền bối, ngươi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Tử Vũ thần vương, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Tiêu Phàm, ngươi không nên cự tuyệt Lãng Thiên mời. Tử Vũ thần vương đi tới, thản nhiên nói. Ta không phải không có cự tuyệt a, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tiến vào bách sát các. Tiêu Phàm tự tin vô cùng nói, ngược lại là tiền bối, tại sao ngươi đến hiện tại mới xuất hiện? Tiêu Phàm lời nói bên trong có chút bất mãn, Tử Vũ thần vương thực lực, thế nhưng là vô hạn tiếp cận cảnh giới kia a, làm sao trơ mắt nhìn xem Thiên Vũ vực bị hủy diệt đây? Ta vừa mới thức tỉnh, Tử Vũ thần vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hơn nữa, ta xuất hiện, đối với Thiên Vũ vực tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Là ta trách oan tiền bối. Tiêu Phàm biết rõ, Tử Vũ thần vương không có khả năng nói láo, hắn dù sao là chết qua một lần người, có thể một lần nữa sống lại, cũng đã xem như rất tốt. Kỳ thực Tử Vũ thần vương còn có một câu không nói, nếu như hắn không phải cưỡng ép tỉnh lại, khả năng liền không chỉ là dừng bước ở đại đế cảnh đỉnh phong. Tử Vũ thần vương khoát khoát tay, nói Thiên Vũ vực bây giờ cũng coi như là bình tĩnh, qua hai ngày, ta cũng sẽ ly khai. Ly khai, Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên lớn rất nhiều. Trong lòng của hắn là cỡ nào hy vọng Tử Vũ thần vương có thể tỏa trấn Thiên Vũ vực, kể từ đó, cho dù là đế vực muốn đánh Thiên Vũ vực chủ ý, đoán chừng cũng phải cân nhắc một chút. Tử Vũ thần vương không có nói thêm cái gì, nhưng là người nào đều có thể nhìn ra, hắn đã quyết định đi. Chỉ có Tử Vũ thần vương biết rõ, chính hắn cũng không muốn ly khai Thiên Vũ vực, nhưng là hắn nếu lưu lại, chỉ làm cho Thiên Vũ vực mang đến càng nhiều phiền phức, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Ngươi trước xử lý tốt Thiên Vũ vực sự tình, ta tin tưởng, Thiên Vũ vực ở trong tay ngươi, nhất định sẽ cường đại lên. Tử Vũ thần vương lưu lại một câu, lần nữa biến mất. Tiêu Phàm trầm mặc thật lâu, lúc này mới nhìn về phía Hùng Lân đám người nói, Hùng Lân, Liệt Thiên, các ngươi bảy người, trước tiên đem Thiên Võ cổ vực khôi phục như lúc ban đầu, cũng phối hợp Bạch Ma, bố trí một cái hộ vực đại trận. Là, công tử, đám người gật gật đầu. Như hôm nay võ vực mặc dù tấn thăng thành Thiên Võ cổ vực, nhưng đã trải qua mấy tháng đại chiến, sớm đã rách nát không chịu nổi, đâu đâu cũng có một phiến phế tích. Hiện tại Thiên Võ cổ vực, có thể nói là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Thí thần, Nhược Trần, các ngươi đem Thiên Võ cổ vực thần vương thần cách toàn bộ thu thập, dùng để tăng lên Tu La Điện chỉnh thể thực lực. Lão nhị, Nhược Hoan, các ngươi phụ trách đem Tu La Điện các huynh đệ triệu tập trở về. Bạch Ma, người cùng ta kích hoạt ngũ hành uẩn linh trận. Tiêu Phàm từng đầu chỉ lệnh phát bố trí xuống đi, tất nhiên chuẩn bị ly khai, nhưng là được làm cuối cùng chuẩn bị. Chỉ là hiện tại lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, tiến vào huyết ma luyện ngục người, đoán chừng trèo trống không được bao lâu. Nhất là Lục Đạo Sơ bị giết, Lục Kinh Thiên nhất định sẽ điên cuồng, gia tốc Thiên Vũ vực tu sĩ cùng huyết ma dung hợp, đây đối với Thiên Vũ vực tu sĩ, tuyệt đối là tai nạn tính. Ba ngày thời gian chớp mắt liền qua, ba ngày nay, Tiêu Phàm một chút đều không nhàn rỗi, hắn thành công kích hoạt lên Thiên Võ Thần Sơn phía dưới ngũ hành uẩn linh trận. Cũng ở Bạch Ma hiệp lực phía dưới, bố trí một cái chuẩn đế cấp trận pháp. Đồng thời, Hùng Lân mấy người cũng đem Thiên Vũ vực cải tạo một phen, đường đường đại đế cảnh cường giả, bị Tiêu Phàm xem như người bình thường đến sử dụng, Hùng Lân đám người cũng là im lặng. Về phần Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan hai người, cũng hạ lệnh cho Thập Điện Diêm La, để bọn hắn trở về Thiên Võ cổ vực. Thiên Vũ vực mặc dù đại bộ phận tu sĩ bị hủy diệt, nhưng là còn có một chút may mắn còn sống sót xuống tới. Mặt khác cũng có một số người thành công chạy ra Thiên Võ cổ vực, biết được Thiên Vũ vực tấn thăng Thiên Võ cổ vực sự tình, bọn họ không ít người lại lần nữa trở lại mảnh này cố thổ, bình thường là muốn gia nhập Thiên Võ thần sơn, Tiêu Phàm đều không có cự tuyệt, để bọn hắn toàn bộ đều gia nhập. Bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ không để cho Tu La Điện phù ra khỏi mặt nước mặt, chỉ ít tạm thời tới nói còn không phải tốt nhất thời gian.
nếu là hắn có thể đủ đột phá đại đế, vậy liền tất cả nước chảy thành sông. Thiên võ thần sơn, thiên võ phong phía trên. Lão Tam, ta bồi ngươi đi vào. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem phía trước Tiêu Phàm bóng lưng, thần sắc sốt ruột, hai mắt cũng hơi đỏ lên. Lão đại, mang lên ta. Thí thần cũng hét lớn, trong mắt có hơi nước bốc hơi. Quân Nhược Hoan, Cổ Nhược Trần, thậm chí Bạch Ma bọn họ đều tự động xin đi giết giặc, không nghĩ Tiêu Phàm một người mạo hiểm. Yên tâm, có Hùng Lân cùng ta cùng một chỗ, liền đầy đủ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Phàm vẫn là quyết định chỉ đem Hùng Lân một người đi vào, thứ nhất là thí thần bọn họ tu vi quá thấp, chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ càng là chỉ có thần vương cảnh hậu kỳ. Thứ hai đây, mang người nhiều, ngược lại càng phiền phức. Hùng Lân cũng đã khôi phục được đại đế cảnh hậu kỳ, dù là gặp gỡ bình thường đại đế đỉnh phong, cũng có thể một trận chiến, có hắn ở, nghĩ đến Lục Kinh Thiên cũng nhấc lên không nổi cái gì sóng lớn. Hùng Lân kỳ thực cũng là cực kỳ phiền muộn, hắn nguyên bản không nghĩ tiến vào huyết ma luyện ngục, có thể lại không dám cự tuyệt Tiêu Phàm mệnh lệnh, cuối cùng không thể không thỏa hiệp ở Tiêu Phàm dâm uy phía dưới. Lão đại, vật này đưa cho ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm con ngươi kiên định, đám người cũng một trận bất đắc dĩ, lúc này, thí thần tiến lên, lấy ra một mai càn khôn giới giao cho Tiêu Phàm. Đây là, Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem thí thần, vẫn là nhận lấy càn khôn giới. Quay đầu ngươi mở ra liền biết, thí thần cười thần bí nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, thu hồi càn khôn giới, nhìn về phía đám người nói, nên nói ta cũng đã nói, hy vọng ta trở về thời điểm, thiên võ cổ vực có thể càng thêm cường đại. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra từ Lục Kinh Thiên trong tay lấy được huyết ma luyện ngục thông hành lệnh, thần lực tràn vào thời khắc, hư không nổi lên một trận không gian ba động. Một lát sau, một cái huyết sắc vòng xoáy xuất hiện. Tiêu Phàm nhìn về phía đám người nói, mọi người bảo trọng, Hùng Lân, chúng ta đi. Hùng Lân gật gật đầu, mang theo Tiêu Phàm một bước vượt qua huyết sắc vòng xoáy, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Người yên tâm, thiên võ cổ vực nhất định sẽ càng ngày càng cường đại. Đám người nhìn xem cũng đã biến mất huyết sắc vòng xoáy, trong lòng ngưng tiếng nói. Một phiến huyết sắc thế giới bên trong, một vòng màu đỏ tươi huyết nguyệt treo cao chân trời. Tung xuống từng sợi ánh sáng màu đỏ ngòm, nhưng toàn bộ thế giới đều nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Từng tòa sơn mạch ở ánh sáng màu đỏ ngòm phía dưới, cũng bị trùm lên một tầng huyết sắc áo ngoài, giống như máu tươi đổ vào mà thành. Xa xa nhìn lại, lờ mờ có một chút huyết sắc hư ảnh ở khắp nơi xuyên toa, phát ra từng đợt bén nhọn tiếng hét lớn. Thật quỷ dị huyết ma luyện ngục, Tiêu Phàm cùng Hùng Lân đứng ở đỉnh một ngọn núi, ngắm nhìn phía này lạ lẫm thế giới. Hai người tiến vào huyết ma luyện ngục đã có nửa chén trà nhỏ thời gian, mảnh thế giới này phát ra một loại cực kỳ kiềm chế khí tức, dù là Hùng Lân đều cảm thấy có chút ngạt thở. Nhưng Tiêu Phàm lại có loại cảm giác, tựa như người xa quê trở về nhà đồng dạng, không có mảy may khó chịu, ngược lại cảm giác huyết dịch đều có chút sôi trào lên. Hắn kỳ dị phát hiện, bản thân vô tận chiến huyết dĩ nhiên phát ra nhàn nhạt quang hoa, tựa như hấp thu một loại nào đó kỳ lạ lực lượng. Loại lực lượng này, dọc theo toàn thân kinh mạch, dĩ nhiên xông vào linh hồn bản thể. Linh hồn bản thể tựa như đắm chìm trong nước ấm bên trong, cả người thư thái, vô tận chiến điển càng là tự động vận chuyển, linh hồn bản thể lực lượng càng là ở không ngừng tăng cường, vô hạn tiếp cận thần vương cảnh đỉnh phong. Huyết ma luyện ngục xác thực quỷ dị, lúc trước sư tôn dẫn ta tới một lần, chỉ là cái kia thời điểm ta vẫn chỉ là thần vương cảnh. Hùng Lân gật gật đầu nói. Năm đó Hùng Lân, ở Táng dẫn đầu dưới từng tiến vào mảnh thế giới này, nhưng là không ngốc bao lâu, Táng lại mang theo Hùng Lân rời đi. Hùng Lân không biết Táng là có ý tứ gì, nhưng hắn minh bạch, Táng khẳng định có hắn dụng ý, chỉ là chính hắn không có đạt được Táng tán thành mà thôi. Bởi vì hắn từ Táng trên người, cảm nhận được nhàn nhạt vẻ thất vọng. Đây cũng là Tiêu Phàm mang theo Hùng Lân tiến vào huyết ma luyện ngục nguyên nhân một trong, dù sao. Hùng Lân là từng tiến vào mảnh thế giới này. Người cũng biết, Lục gia là như thế nào nhường tu sĩ dung hợp huyết ma. Tiêu Phàm hỏi. Cự ly thiên vũ vực tu sĩ tiến vào huyết ma luyện ngục đã có một đoạn thời gian, nếu như còn không mau chóng tìm tới bọn họ, đến lúc đó đoán chừng không một may mắn thoát khỏi. Ta cũng không rõ ràng. Hùng Lân lắc lắc đầu, trầm ngâm chốc lát nói, lúc trước ta tiến đến thời điểm, đâu đâu cũng có huyết ma.
sư tôn để cho ta thử nghiệm luyện hóa những cái này huyết ma, ta luyện hóa mười mấy đầu sau đó, kém chút điên mất. Ngươi luyện hóa huyết ma, còn luyện hóa mười mấy đầu, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Hùng Lân. Phải biết, người bình thường luyện hóa huyết ma, có thể sẽ bị huyết ma dung hợp a. Giống tử như cuồng loại kia, ý chí cũng đã mười phần không sai, có thể dung hợp huyết ma sau đó, cũng vẻn vẹn có thể duy trì thanh tỉnh ý thức mà thôi. Mà Hùng Lân, dĩ nhiên luyện hóa mười mấy đầu huyết ma, này khiến Tiêu Phàm như thế nào không chấn kinh đây. Nếu là đổi lại kẻ khác, đừng nói điên mất rồi, đoán chừng sớm đã chết đến không thể lại chết. Mười mấy đầu không tính là gì, sư tôn giống như luyện hóa hơn ngàn con huyết ma. Hùng Lân lơ đễnh nói. Hơn ngàn con, Tiêu Phàm mở ra bạch nhãn, trong lòng thầm mắng biến thái. Kẻ khác đều là bị huyết ma dung hợp, táng ngược lại tốt, dĩ nhiên trực tiếp đem huyết ma dung hợp. Hùng Lân không có cảm nhận được Tiêu Phàm trên người chấn kinh, tựa như lâm vào xa xôi hồi ức bên trong, nói ta nhớ kỹ sư tôn nói qua, nếu là có thể đem huyết ma luyện ngục huyết ma đều có thể luyện hóa, linh hồn chi lực, tất nhiên kiên cố không phá vỡ nổi. Linh hồn chi lực, Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, tựa như bắt được cái gì. Hắn hiện tại linh hồn chi lực không phải liền là đang không ngừng tăng lên a, đây là không có luyện hóa huyết ma tiền để phía dưới, nếu như có thể luyện hóa huyết ma đây. Bất quá Tiêu Phàm tạm thời cũng cố kỵ không được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn mau chóng tìm tới Lục Kinh Thiên bọn họ. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tìm tới Lục Kinh Thiên bọn họ lại nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lập tức thi triển linh hồn phân liệt năng lực, vô số cỗ linh hồn phân thân thế mà hướng về mặt khác phương hướng bắn nhanh đi. Hùng Lân gật gật đầu, hắn linh hồn chi lực mặc dù cường đại, nhưng là muốn tìm tiếng người, cùng Tiêu Phàm linh hồn phân liệt năng lực so sánh, vẫn là xa xa không bằng. Tiêu Phàm cùng Hùng Lân đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, huyết ma luyện ngục đệ nhất tầng không gian rất lớn, bằng vào hai người bọn họ, trong thời gian ngắn là không thể nào tìm được người. Còn không bằng đem những cái này giao cho linh hồn bản thể, tin tưởng bọn họ không cần bao lâu liền sẽ có phát hiện. Quả nhiên, một canh giờ sau đó, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt lóe lên, thần sắc cũng trở nên lạnh lùng, chúng ta vẫn là quá khinh thường Lục gia, cái gì? Hùng Lân không giải nhìn xem Tiêu Phàm. Bên ngoài Lục gia, dĩ nhiên căn bản cũng không phải là Lục gia chủ lực, bọn họ chủ lực, đều ở nơi này. Tiêu Phàm thần sắc lạnh như băng nói. Lục gia chủ lực, Hùng Lân con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lục gia thực lực hắn thế nhưng là được chứng kiến, đây chính là mười mấy cái đại đế cảnh a. Chiếu Tiêu Phàm nói, kia dĩ nhiên còn không phải Lục gia chủ lực đều ở huyết ma luyện ngục bên trong, nếu quả thật là nói như vậy, kia huyết ma luyện ngục bên trong chẳng phải là có càng nhiều đại đế cảnh. Không đúng, bọn họ rất nhiều người đều không có nhục thân, chỉ có linh hồn. Tiêu Phàm tự nhủ. Hắn nói tới tất cả, tự nhiên là linh hồn phân thân bắt được đồ vật, nhưng hắn trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi. Công tử, người đến cùng thấy được cái gì? Hùng Lân thần sắc đều trở nên có chút lo lắng. Nhìn thấy một chút quái vật, Tiêu Phàm hít sâu một cái, nói, đi. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp đạp không mà lên, hướng về một cái phương hướng cực tốc lao đi, Hùng Lân theo sát phía sau. Ở cự ly Tiêu Phàm bọn họ lên vạn dặm một mảnh địa vực. Nơi đó tọa lạc một tòa nguy nga thành trì bên trong, từng đạo huyết sắc thân ảnh ở trong thành xuyên toa, phát ra khạc khạc tiếng quái khiếu. Quỷ dị là, những cái này huyết sắc thân ảnh đều không có nhục thân, chỉ là một đạo thân ảnh. Nhưng mà, mỗi một đạo huyết sắc thân ảnh đều chí ít là thần vương cảnh tu vi, không kém gì lúc trước truy sát hắn huyết ma. Hơn nữa, những cái kia huyết ma thân ảnh, dĩ nhiên còn có một cái này con số. Tựa như số hiệu một dạng. Số lượng xa xa không chỉ 108, mà là lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Tiêu Phàm linh hồn phân thân tiềm phục ở thành trì bên ngoài, ngắm nhìn nơi xa tất cả, âm thầm trầm ngâm nói, đây chính là Lục gia át chủ bài sao. Đột nhiên, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, một đạo thân ảnh lạc ấn ở trong hắn ánh mắt. Lại là Lục Kinh Thiên từ một tòa cung điện bên trong đi ra. Trên mặt mang theo một cỗ ngập trời nội ý, gầm thét lên, phế vật, một nhóm phế vật, dĩ nhiên không một cái thành công. Ở sau lưng hắn, còn đi theo mấy đạo thân ảnh, mỗi người trên thân đều là phát ra đại đế cảnh khí tức. Gia chủ bớt giận, bọn họ nhiều người như vậy, nhất định sẽ có thành công.
trong đó một cái lão giả lấy dũng khí nói. Thành công, Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, coi như thành công, có thể tỷ lệ thành công này cũng quá thấp, 100 người cũng dung hợp không được một cái đại đế huyết ma, những người này cộng lại có thể dung hợp thành công bao nhiêu? 10 cái, 20 cái, Lục gia đám người không nói, cúi đầu, không biết như thế nào trả lời. Đều cho ta nhìn chằm chằm một điểm, Thiên Vũ vực còn sống 2.000 người này, chí ít cũng phải cho ta dung hợp 50 đại đế, nếu không, ta liền nhường các ngươi bản thân đi dung hợp. Lục Kinh Thiên phẫn nộ nói. Lập tức hất lên áo bào rời đi cung điện, lưu lại Lục gia đám người một mặt đắng chát đợi ở nguyên chỗ. Tiêu Phàm cùng Hùng Lân hai người giáng lâm Lục gia thành trì bên ngoài, linh hồn phân thân tức khắc sáp nhập vào Tiêu Phàm thể nội. Hai người ngắm nhìn phương xa, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên. Này Lục gia thật đúng là dã tâm bừng bừng a, vậy mà ở huyết ma luyện ngục kiến tạo một tòa thành trì. Hùng Lân hít sâu một cái nói. Nhìn thấy kia đầy trời huyết sắc ma ảnh, trong lòng của hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh. Người có hay không phát hiện, những cái này huyết ma có chút khác biệt. Tiêu Phàm híp hai mắt nói, ánh mắt đảo qua thành trì, tất cả thu hết vào mắt. Là có chút khác biệt, bình thường huyết ma, chỉ biết là giết chóc, hàm chứa một cỗ ngập trời lệ khí, nhưng là những cái này huyết ma, lại thiếu đi một cỗ lệ khí. Hùng Lân gật gật đầu nói, hắn cũng nhìn ra một chút cổ quái địa phương. Không phải bọn họ thiếu đi một chút lệ khí, mà là những cái này huyết ma dung hợp người linh hồn. Tiêu Phàm trầm giọng nói, dung hợp người linh hồn. Hùng Lân giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn đối linh hồn 10 phần mẫn cảm, lúc trước truy sát hắn huyết ma, cùng những cái này huyết ma 10 phần tương tự, có được tự chủ ý thức. Tiến vào huyết ma luyện ngục đến nay, hai người bọn họ thế nhưng là gặp được không ít huyết ma, những cái kia huyết ma nhưng không có cái gì linh trí, hoàn toàn liền là giết chóc quái vật. Hùng Lân, người ở nơi này chờ ta vào xem một chút. Tiêu Phàm đột nhiên làm một cái quyết định. Không được, Hùng Lân trước tiên phủ định. Nói, muốn đi cũng là ta đi, những cái này huyết ma thực lực rất thấp, không làm gì được ta. Yên tâm đi, một chút không có nhục thân huyết ma mà thôi, đối ta vô dụng quá nhiều uy hiếp. Tiêu Phàm 10 phần khẳng định nói ra, nếu có phiền phức, ta sẽ gọi ngươi. Không đợi Hùng Lân mở miệng, Tiêu Phàm lách mình hướng về phía dưới rơi xuống, dán vào mặt đất hướng về thành trì tới gần. Thành trì bên trong huyết ma mặc dù không ít. Nhưng bọn hắn tựa như nhận lấy một loại nào đó trói buộc chi lực, không thể ly khai cửa thành. Một lát sau, Tiêu Phàm liền tiềm phục đến cửa thành vị trí, cửa thành mở ra, từng đạo huyết sắc ma ảnh không ngừng đánh thẳng vào cửa thành, nhưng lại bị một cỗ vô hình lực lượng cản trở về. Quả nhiên như thế, Lục gia là đang nuôi nhốt huyết ma. Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống. Huyết ma, đây chính là cường đại dị ma chết đi sau đó, linh hồn biến thành. Đồng giai tu sĩ đều chưa chắc là huyết ma đối thủ. Nhưng Lục gia lại có thể nuôi nhốt huyết ma, có thể nghĩ Lục gia quỷ dị. Tiêu Phàm trong đầu trước tiên nghĩ tới Lục gia huyết ma luyện thể đại pháp, Lục gia có thể cùng huyết ma dung hợp, 89 phần 10 liền là bởi vì loại này tà dị công pháp. Cái này huyết ma luyện ngục năng lượng, có thể để cho ta linh hồn chi lực tăng lên, loại lực lượng này 89 phần 10 liền là đến từ huyết ma. Không biết ta lại có hay không có thể dung hợp huyết ma đây. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hùng Lân nói hắn dung hợp mười mấy đầu huyết ma, hắn sư tôn táng, càng là dung hợp hơn ngàn con, này đủ để nói rõ, người là có thể dung hợp huyết ma. Về phần có thể dung hợp bao nhiêu, này quyết định ở linh hồn chi lực cùng ý chí mạnh yếu. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng kiên nghị quang mang. Hồng hộc, đột nhiên. Hắn thừa dịp đám người không sẵn sàng, trực tiếp nhô ra một cái tay, xông vào cửa thành bên trong, bắt được hai đầu huyết ma. Hai đầu huyết ma không biết xảy ra chuyện gì sự tình, liền bị Tiêu Phàm ném vào nội thiên địa bên trong, đồng thời, hắn thân thể vọt đến tường thành một bên, tâm thần chìm vào thể nội, bắt đầu dung hợp thể nội hai đầu huyết ma. Thần vương cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra hai đầu huyết ma tu vi, lấy hắn hiện tại thực lực. Những cái này huyết ma căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nội thiên địa bên trong, linh hồn bản thể đột nhiên mở ra miệng lớn, trực tiếp đem hai tôn huyết ma nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, hắn vội vàng khoanh chân ngồi ở nguyên địa, vận chuyển vô tận chiến điển, nhanh chóng luyện hóa.
À nhưng mà, nhưng Tiêu Phàm kinh dị là, ở vô tận chiến điển rèn luyện phía dưới, hai đầu huyết ma trực tiếp hóa thành hai cỗ tàn nhẫn năng lượng tràn vào hắn linh hồn bản thể. Đồng thời, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, linh hồn bản thể dĩ nhiên cường đại không ít, cự ly thần vương cảnh đỉnh phong cũng càng tới gần một bước. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ quái dị, âm thầm trầm ngâm nói, Hùng Lân không phải nói huyết ma là muốn dung hợp sao? Nhưng ta này hoàn toàn liền là thôn phệ a. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên cảm nhận được một loại nhàn nhạt cảm giác đói bụng, hận không thể bắt lấy càng nhiều huyết ma thôn phệ. Nơi xa trốn ở chỗ tối Hùng Lân một mực chú ý nơi xa Tiêu Phàm, khi thấy Tiêu Phàm bắt hai đầu huyết ma lúc, hắn khóe miệng giật một cái. Năm đó sư tôn nói qua, huyết ma chỉ có thể một đầu dung hợp, gia hỏa này, cũng dám duy nhất một lần dung hợp hai đầu. Hùng Lân trong lòng thầm mắng Tiêu Phàm biến thái. Nhưng mà một khắc sau, nhưng hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy nơi xa Tiêu Phàm đột nhiên đứng lên, lộ ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Liền nhanh như vậy dung hợp, Hùng Lân kinh hãi nói. Phải biết, lúc trước hắn dung hợp một đầu huyết ma, có thể đều là bỏ ra một ngày thời gian a, nhưng Tiêu Phàm lúc này mới bao lâu, ba cái hô hấp. Dạng này tốc độ, có vẻ như cũng quá nhanh a, thậm chí so hắn sư tôn táng nhanh hơn. Hắn chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm căn bản không phải dung hợp, mà là trực tiếp xem như linh hồn lực lượng thôn phệ. Cái này huyết ma, quả nhiên là đồ tốt, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, liếm liếm bờ môi, tựa như gặp được món ăn ngon một dạng. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lần nữa hướng đi cửa thành, một lần này, hắn không có lén lút, mà là trực tiếp thi triển thần thông ngự, nháy mắt đem cửa thành tất cả huyết ma lồng chụp vào trong. Vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian, Tiêu Phàm rút về thần thông ngự, sau đó nhanh chóng vọt đến một bên, tiếp tục luyện hóa. Hùng Lân nhìn thấy một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn không biết Tiêu Phàm vừa mới bắt bao nhiêu huyết ma, nhưng chỉ ít mấy mười đầu vẫn có, chẳng lẽ hắn nghĩ duy nhất một lần dung hợp mấy mười đầu sao? Nếu là người bình thường, đừng nói mấy mười đầu, liền là mấy đầu, liền đủ để cho hắn triệt để điên mất. Dù sao, dung hợp huyết ma, không phải vẻn vẹn dung hợp huyết ma lực lượng, cũng đồng thời dung hợp huyết ma ký ức, vậy cũng đều là mặt trái đồ vật a. Hùng Lân trên mặt cũng không nhịn được lộ ra lo lắng thần sắc, có thể rất nhanh hắn liền biết rõ bản thân phí công lo lắng. Bởi vì vẻn vẹn qua mười mấy hô hấp thời gian, Tiêu Phàm lại điềm nhiên như không có việc gì đứng lên, trên mặt lộ ra thỏa mãn tiếu dung. Thỏa mãn, Hùng Lân khóe miệng giật một cái, mắng thầm, tiểu tử này đơn giản chính là một quái vật a. Thần vương cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Hắn linh hồn chi lực rốt cục bước ra một bước này, đạt đến thần vương cảnh đỉnh phong cấp độ, nếu như thôi động tu la ma ảnh lực lượng, Tiêu Phàm hoàn toàn có can đảm đại đế cảnh tiền kỳ linh hồn chi lực liều mạng. Về phần những cái kia huyết ma mặt trái cảm xúc cùng ký ức, Tiêu Phàm căn bản liền không có cảm nhận được. Dù sao, hắn thế nhưng là luyện hóa thái sơ thần ma dịch ma tính tinh hoa người, những cái này huyết ma lệ khí, cùng ma tính tinh hoa so sánh, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Một lần này, có lẽ có thể cho ta linh hồn chi lực bước vào đại đế cảnh cũng nói không chừng. Tiêu Phàm lần nữa đi đến cửa thành, trong mắt chán phóng nóng rực quang mang. Cửa thành huyết ma bị hắn thôn phệ không còn một mảnh, tự nhiên cũng không cần trốn tránh tránh, hắn trực tiếp phóng ra bước chân, hướng về thành trì bên trong đi đến. Tiến vào thành trì, Tiêu Phàm cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả, dù sao, nơi này huyết ma, có thể đều là có bản thân linh trí. Nếu là bị huyết ma phát hiện, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, thông chi lục gia người. Hắn thế nhưng là vì cứu Thiên Vũ vực tu sĩ mà đến, nếu là chọc giận Lục Kinh Thiên, trực tiếp giết Thiên Vũ vực tu sĩ, này cũng không phải hắn muốn kết quả. Lấy Tiêu Phàm tốc độ, thần vương cảnh huyết ma cơ hồ bắt không đến hắn thân ảnh, trên đường đi, Tiêu Phàm thông suốt, rất nhanh liền đi tới một tòa cung điện bên ngoài. Hắn linh hồn phân thân trước đó thế nhưng là nhìn thấy. Lục Kinh Thiên cùng mấy cái lục gia cường giả từ tòa cung điện này bên trong đi ra. Không cần nghĩ cũng biết rõ, tòa cung điện này 89 phần 10 cất giấu lục gia một số bí mật. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, thi triển hư không thần văn chi thuật, đem bản thân che giấu. Hắn không có tùy tiện hành động, đại điện cửa ra vào, thế nhưng là còn thủ hộ lấy bốn đạo bóng người, bốn người trên người phát ra khí tức, thế
thế nhưng là thần vương cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm giết chết thần vương cảnh đỉnh phong huyết ma không khó, nhưng nghĩ không rên một tiếng giết chết bốn cái thần vương cảnh đỉnh phong, đó là tuyệt đối không có khả năng. Một khi động tĩnh quá nhiều, chắc chắn kinh động Lục gia đám người. Xem như một cái sát thủ, Tiêu Phàm tính nhẫn nại còn là rất không sai, thật lâu, mấy đạo nghị luận âm thanh từ phía trước truyền đến, quanh quẩn ở Tiêu Phàm bên tai. Các ngươi nói, gia chủ gần nhất tại sao một mực lớn như vậy lửa giận, không biết ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta nghe nói, lão gia chủ chết đi, gia chủ tính tình tự nhiên chẳng tốt đẹp gì, hơn nữa, chộp tới những cái kia vật thí nghiệm, xác suất thành công quá thấp, dung hợp huyết ma, há lại dễ dàng như vậy, nhớ ngày đó, chúng ta đều hao tốn giá rất lớn, mới thành công chế trụ một đầu thần vương cảnh đỉnh phong huyết ma, đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, lại càng không cần phải nói, những cái này huyết ma có thể đều là đại đế cảnh A. Người nào nói không phải đây, thiên vũ vực một nhóm cổ thần cảnh tu sĩ, lại làm sao có thể chịu được đại đế cảnh huyết ma dung hợp đây, nếu là có thể, cái này 1000 năm qua, ta Lục gia đã sớm đặt chân thái cổ thần giới. Hy vọng có thể thành công A, chỉ có dạng này, ta Lục gia mới có thể một lần nữa xuất thế. Mấy cái hộ vệ ngươi một lời ta một câu, mỗi người đều đối Lục gia ôm lấy một tia hy vọng, nhưng càng nhiều là hoài nghi. Bọn họ đều đã trải qua dung hợp huyết ma quá trình này 10 phần gian khổ, ngoại nhân tự nhiên không rõ ràng. Cũng chính là bởi vì như thế, Lục gia đám người biết rõ, Lục gia muốn dựa vào dung hợp huyết ma cường đại lên, không phải dễ dàng như vậy. Chí ít, dựa vào thiên vũ vực 2000 người này, là còn thiếu rất nhiều. Mà hắn Lục gia, cũng bởi vì dung hợp huyết ma sau đó, đàn ông ít ỏi. Cho dù ở huyết ma luyện ngục ngây người hơn ngàn năm thời gian, gia tộc cũng xa xa không có đến thịnh vượng cấp độ. Nghe được đám người nghị luận, Tiêu Phàm trong lòng trầm trọng đến cực điểm, băng lãnh sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra, kém chút liền muốn xông phá hư không thần văn trói buộc. Hảo một cái Lục gia, lại đem người khác xem như tiểu bạch thử tới làm thí nghiệm. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về bốn cái thủ vệ tới gần. Hắn biết rõ, bản thân không thể đợi thêm nữa, mỗi quá nhiều một hơi thời gian, khả năng liền sẽ chết mấy cái thiên vũ vực tu sĩ. Lục đạo sơ chết, cũng đã bức bách Lục Kinh Thiên là tuyệt đối sẽ không buông tha thiên vũ vực những người này. Tiêu Phàm lại nghĩ tới Lục gia trước đó kia mười mấy cái đại đế cảnh tu sĩ, những người kia, đoán chừng là vô số thiên vũ vực tu sĩ dùng tính mệnh chất đống. Hắn nín thở ngưng thần, chậm rãi tới gần bốn cái hộ vệ. Muốn đi vào cung điện bên trong, chỉ có trước lặng yên không một tiếng động giải quyết bốn người này. Nếu là chính diện đối địch, Tiêu Phàm là không thể nào làm được, nhưng là nếu như mượn nhờ hư không chi thuật, ở nơi này bốn người buông lỏng cảnh giác tiền đề phía dưới, hắn vẫn là có thể làm được. 10 trượng, 9 trượng. Tiêu Phàm trong lòng đếm thầm lấy, mắt thấy cự ly bốn cái hộ vệ chỉ có 5 trượng cự ly, Tiêu Phàm nháy mắt giống như rời dây cung như tiễn một dạng bắn ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Đồng thời, Tiêu Phàm thân thể một phần vì bốn, phân biệt khóa chặt đối diện bốn cái hộ vệ. Phốc phốc, mấy đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, bốn cái thủ vệ trợn to hai mắt, trong mắt lộ ra không thể tin, bọn họ đến chết đều không nghĩ đến, ở trong này dĩ nhiên còn có người dám đối bản thân động thủ. Di lưu thời khắc, Tiêu Phàm đối trong đó một người thi triển chủng ma chi thuật, đọc đến hắn nên ký ức. Nhưng hắn an ủi là này cung điện chung quanh không có bất luận cái gì huyết ma, nếu không mà nói, hắn hiện tại cũng đã bại lộ. Lập tức Tiêu Phàm nhanh chóng xử lý sạch bốn người thi thể và chung quanh vết máu, đồng thời lại phân ra một đạo linh hồn phân thân, bốn cỗ linh hồn phân thân biến thành bốn cái thủ vệ bộ dáng, thậm chí ngay cả linh hồn khí tức đều không có bất luận cái gì khác nhau. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm vẻn vẹn mất ba cái hô hấp thời gian mà thôi, sau đó ánh mắt bỗng chuyển hướng cung điện. 6 cái đại đế tiền kỳ, 2 cái đại đế trung kỳ, 1 cái đại đế hậu kỳ. Tiêu Phàm hít sâu một cái nhìn về phía đại điện cánh cửa, cũng không có tự tiện xông vào, mà là cho Hùng Lân truyền một đạo tin tức. Một lát sau, Hùng Lân chạy tới, Tiêu Phàm đem cung điện bên trong sự tình cho Hùng Lân nói một lần. Có hay không vấn đề? Tiêu Phàm truyền âm nói. Công tử yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hùng Lân trịnh trọng gật gật đầu, đồng thời Hùng Lân trên người khí tức cũng phát sinh biến hóa, biến cực kỳ tàn nhẫn,
giống như huyết ma. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tiêu Phàm trầm giọng nói, dứt lời, hắn thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành Lục Kinh Thiên bộ dáng. Nếu như Lục Kinh Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ phiền muộn muốn chết. Tiêu Phàm đánh ra từng đạo thủ ấn, hư không hiện ra một đạo phù văn, rơi vào đại điện trong môn. Bang một tiếng, đại điện cánh cửa ầm vang mở ra, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí đập vào mặt, Tiêu Phàm cảm nhận được thấy lạnh cả người. Nhìn Hùng Lân một cái, Tiêu Phàm dẫn đầu đi vào trước, Hùng Lân theo sát phía sau. Gia chủ, ngài tại sao lại đến? Vừa mới đi vào đại điện, cửa điện ầm ầm đóng cửa, lúc này, mấy đạo thân ảnh xông tới. Hừ, chẳng lẽ bản đế không thể tới sao? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, khẩu khí kia, cùng Lục Kinh Thiên cơ hồ giống nhau như đúc, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Không phải, mấy người vội vàng cúi thấp đầu, không dám nghịch lại Lục Kinh Thiên ý tứ. Được rồi, hiện tại bản đế cao hứng, không cùng các ngươi tính toán chi ly. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, trên mặt lộ ra 10 phần khai tâm. Gia chủ, có gì mà vui? Cầm đầu một cái lão giả hơi hơi ngẩng đầu, nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, dò hỏi. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to, nói, vừa mới bản đế đi một chuyến phụ thân tẩm cư, bản đế rốt cục tìm tới dung hợp huyết ma biện pháp. A, lão giả trên mặt vui vẻ, hơi kinh ngạc nói. Đem những cái kia vật thí nghiệm mang đi ra, bản đế muốn tự mình thí nghiệm, chỉ cần bọn họ đều có thể dung hợp thành công, ta Lục gia chắc chắn quét ngang thái cổ thần giới. Tiêu Phàm cực kỳ ngông cuồng nói. Loại kia phách lối khí thế, thậm chí ánh mắt, đều cùng Lục Kinh Thiên giống nhau như đúc, khó trách những cái này lão đầu không nghi ngờ. Huống hồ, nơi này là huyết ma luyện ngục, lão giả nằm mơ đều nghĩ không ra, vậy mà sẽ có người chui vào nơi đây. Nhanh, đem những cái kia vật thí nghiệm mang đi ra. Lão giả vội vàng ra lệnh. Theo lấy lão giả ra lệnh một tiếng, mấy cái khác đại đế liền bắt đầu công việc lu bù lên. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, tòa đại điện này, cũng không phải bề ngoài nhìn qua như thế đơn giản, bên trong không gian dĩ nhiên đạt đến vài dặm chu vi. Không bao lâu, hơn 1.000 tu sĩ bị mang đến đi lên, tất cả mọi người toàn bộ đều phẫn nộ nhìn xem Lục Kinh Thiên, có người càng là giận mắng không thôi. Lục Kinh Thiên, người cái này lừa đảo, chết không yên lành. Người uổng làm người, dĩ nhiên cấu kết dị ma, giết hại chúng ta nhân tộc. Cho dù chết, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Các loại giận tiếng mắng, chớ chú vang lên, bất quá Tiêu Phàm từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia tiếu dung. Hắn biết rõ, bị Lục Kinh Thiên lừa gạt vào huyết ma luyện ngục thiên vũ vực tu sĩ có hơn mấy ngàn nhiều, nguyên bản hắn coi là đi qua thời gian dài như vậy, chỉ có số ít vài trăm người còn sống. Nhưng hắn không nghĩ đến, dĩ nhiên còn có hơn 1.000 người sống sót. Im miệng. Đột nhiên, lão giả một tiếng hét lớn, một cỗ cường hoành đế uy mãnh liệt mà ra, xông thẳng kia hơn 1.000 người mà đi. Dừng tay, Tiêu Phàm quát khẽ nói. Là, gia chủ, lão giả cung kính gật gật đầu, nhưng trong lòng là nghi hoặc không thôi, này cũng không giống như Lục Kinh Thiên làm người a. Lúc nào, Lục Kinh Thiên dễ nói chuyện như vậy, càng chủ yếu là, Tiêu Phàm trên mặt vậy mà còn mang theo một tia tiếu dung, nếu là bình thường. Lục Kinh Thiên đoán chừng đã sớm giết một người gian trăm người. Những cái này có thể đều là vật thí nghiệm, không muốn lãng phí. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lão giả nghe vậy, lúc này mới giải thích khó hiểu, trong lòng cũng càng thêm tin chắc lên, có lẽ gia chủ thật có biện pháp để cao huyết ma dung hợp thành công suất. Nếu như hắn cẩn thận dò xét Tiêu Phàm tu vi, liền sẽ phát hiện, Tiêu Phàm chỉ là một cái thần vương cảnh mà thôi. Bất quá từ đầu đến cuối. Tiêu Phàm đều thu liếm khí tức, bởi vì vô tận chiến điển duyên cớ, chỉ cần hắn không động thủ, kẻ khác tùy tiện nhìn không ra hắn tu vi. Huống chi, Tiêu Phàm bên người còn có Hùng Lân một cái này đại đế cảnh hậu kỳ cường giả, thời khắc phát ra một cỗ uy áp, nhưng đám người không dám hoài nghi Tiêu Phàm thân phận. Tiêu Phàm không có để ý tới Lục gia đám người, từng bước một hướng về phía trước Thiên Vũ vực tu sĩ đi đến. Gia chủ, huyết ma mang đến. Lúc này lại một đạo thanh âm vang lên. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy Lục gia một cái đại đế trung kỳ tu sĩ mang theo từng tòa thủy tinh quan tài đi tới. Thủy tinh quan tài bên trong, phong ấn từng đầu huyết ma,
chung quanh thần văn lưu chuyển, mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng không đột phá nổi thủy tinh quan tài trói buộc. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, đây chính là đại đế cảnh huyết ma a, giờ phút này bị phong ấn lấy, nếu là có thể thôn phệ mà nói, bản thân linh hồn chi lực, chẳng phải là lại có thể tăng vọt. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đi đến một tòa thủy tinh quan tài một bên, ra lệnh mở nó ra. Là, gia chủ, người kia nào dám do dự, bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, thủy tinh quan tài phía trên thần văn lóe lên mấy lần. Đồng thời, một cỗ cường hoành khí tức từ thủy tinh quan tài bên trong bao phủ mà ra, huyết ma tùy thời đều muốn đột phá thủy tinh quan tài trói buộc. Nhưng mà cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm trực tiếp há miệng hút vào, huyết ma mới vừa từ thủy tinh quan tài bên trong toát ra một cái đầu đến, liền bị Tiêu Phàm nuốt vào trong bụng. Lục gia đám người nhìn thấy một màn này, không cấm hít một hơi lạnh. Đây chính là đại đế cảnh huyết ma a, bọn họ lúc trước thế nhưng là hao tốn sức chín châu hai hổ, lúc này mới hàng phục. Nhưng bọn họ gia chủ, dĩ nhiên trực tiếp đem huyết ma nuốt vào trong bụng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nhìn thấy một màn này, lục gia đám người ánh mắt tỏa sáng, có lẽ, bọn họ gia chủ thật có thực lực đề cao huyết ma dung hợp thành công suất. Bọn họ chỗ nào biết rõ, nếu như không phải Hùng Lân ở một bên xuất thủ, trấn áp kia đại đế cảnh huyết ma, lấy Tiêu Phàm thực lực, là tuyệt đối không có khả năng như thế tùy tiện thôn phệ huyết ma. Tiêu Phàm sở dĩ làm như thế, cũng là nghĩ trấn nhiếp lục gia đám người, đương nhiên, trong đó cũng có mạo hiểm thành phần ở bên trong, bởi vì hắn vô cùng có khả năng bại lộ bản thân thực lực. Nhìn thấy đám người bộ dáng, Tiêu Phàm cũng biết rõ, bản thân trấn nhiếp đưa đến tác dụng. Tiếp xuống vô luận hắn làm cái gì, người lục gia đều không dám nghịch lại hắn mệnh lệnh. Những cái này vật thí nghiệm, liền giao cho bản đế a. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, Hùng Lân buông tay một chiêu, bỗng nhiên đem thiên vũ vực hơn 1.000 người bao phủ ở bên trong, không chờ đám người lấy lại tinh thần, thiên vũ vực hơn 1.000 người đã bị Hùng Lân thu nhập hắn thế giới. Về phần những cái kia huyết ma, lại bị Tiêu Phàm thu vào nội thiên địa. Cảm nhận được Tiêu Phàm vừa mới phát ra thần lực ba động, lục gia đám người nhíu mày, bất quá đám người trong lòng mọi loại nghi hoặc, cũng không dám mở miệng. Tốt, các ngươi nhiệm vụ cũng không sai biệt lắm, tiếp xuống giao cho bản đế là được rồi, người nào cũng không có khả năng ngăn cản ta lục gia quật khởi. Tiêu Phàm trên mặt lóe qua một vòng vẻ kiêu ngạo. Là, gia chủ, lục gia đám người trên mặt cũng lóe qua nồng đậm vẻ kích động, bọn họ hận không thể lục gia lập tức giết ra huyết ma luyện ngục. Các ngươi đều là lục gia công thần, bản đế thưởng phạt rõ ràng, những ngày qua, vất vả mọi người, Hùng Lân, đem đồ vật phân phát đi. Tiêu Phàm hai tay ôm ngực, một bộ thượng vị giả bộ dáng. Lục gia mấy người nghe vậy, trên mặt vui vẻ, bọn họ thế nhưng là 10 phần hiểu rõ Lục Kinh Thiên a, muốn từ Lục Kinh Thiên trên người nhổ lông, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đều đến đây đi, Hùng Lân lạnh lùng phun ra một câu. Lục gia cửu đại cường giả căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp hướng về Hùng Lân đi đến. Hùng Lân mở ra trong tay xuất hiện 9 cái ngọc bình, tiện tay gỡ ra trong đó một cái ngọc bình nắp bình, hắn ánh mắt lóe qua một vòng nóng rực quang mang. Thật là nồng nặc linh khí, đây là ngọc cốt đế vương dịch. Lục gia cửu đại cường giả kinh hãi nhìn chằm chằm Hùng Lân trong tay ngọc cốt đế vương dịch, trong mắt đều sáng lên, hoàn toàn quên hết tất cả. Bọn họ không phát hiện là, Tiêu Phàm trên mặt ôm lấy một vòng tà tà tiếu dung, chậm rãi hướng về nơi xa thối lui. Gia chủ ban thưởng, các ngươi còn hài lòng. Nhìn thấy 9 người tới gần, Hùng Lân tức khắc cũng nở nụ cười. Hài lòng, mấy người kích động gật gật đầu, hận không thể lập tức đem Hùng Lân trong tay Ngọc Bình đoạt tới. Vậy là tốt rồi, Hùng Lân mỉm cười, tiện tay đem trong tay 8 cái Ngọc Bình ném ra ngoài. Cái cuối cùng Ngọc Bình lại bị hắn thu vào. Lực giới, cùng lúc đó, Hùng Lân một tiếng quát như sấm, một cỗ quỷ dị năng lượng ba động từ trên người hắn khoách tán ra, đại điện run lên bần bật, một cỗ đáng sợ lực lượng nháy mắt tác dụng ở lục gia cửu đại cường giả trên người. Đám người thân thể không bị khống chế, bỗng nhiên hướng về mặt đất rơi xuống. Thình thịch, trong đó 6 cái đại đế cảnh tiền kỳ tu sĩ hoàn toàn tiếp nhận không được cỗ kia trọng lực áp bách. Trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đạo xương máu tràn ngập ở hư không. Hai cái kia đại đế cảnh trung kỳ cường giả thể nội truyền đến một trận xương cốt đứt gãy thanh âm,
vang lên kèn kẹt, trong miệng càng là phun máu không ngừng. Chỉ có kia đại đế cảnh hậu kỳ lão giả còn có thể đứng thẳng, thậm chí ngăn trở cỗ kia uy áp, muốn hướng hậu phương thối lui. Đáng tiếc, Hùng Lân sớm đã khóa chặt hắn, trước tiên muốn giết liền là người này, lại làm sao có thể nhường hắn chạy thoát đây. Ngươi chạy không thoát, Hùng Lân cười lạnh một tiếng, lách mình liền xuất hiện ở lão giả trước người. Hùng Lân xuất thủ nhanh như thiểm điện, hơn nữa chiếm hết tiên cơ, nếu như ở dạng này ưu thế phía dưới, còn nhường Lục Gia lão giả chạy trốn, vậy hắn cũng không phải Hùng Lân. Lắc mình một cái, Hùng Lân liền bóp lão giả cổ, một cái tay khác hóa thành trường đao, cắt ra lão giả thiên linh cái. Lão giả nơi nào sẽ nghĩ đến Hùng Lân xuất thủ như thế hung mãnh tàn nhẫn, hắn linh hồn vừa mới muốn chạy trốn, đều bị Hùng Lân trường đao bóp vỡ. A một tiếng hét thảm truyền ra, lão giả linh hồn bỗng nhiên bạo tán mà ra, hóa thành cuồn cuộn năng lượng mãnh liệt tứ phương. Hùng Lân không có quan tâm lão giả tử vong, thân thể lần nữa trở về, ánh mắt khóa chặt cuối cùng hai cái kia đại đế cảnh trung kỳ cường giả. Ngươi là ai? Dám chui vào ta Lục Gia, các ngươi đáng chết. Hai người tốt xấu cũng là đại đế trung kỳ, mặc dù ngăn không được Hùng Lân đánh lén, nhưng tốt xấu cũng sống sót, chỉ là thụ thương rất nặng mà thôi. Hơn nữa, hai người giờ phút này liên thủ, Hùng Lân trong lúc nhất thời dĩ nhiên giết không được bọn họ. Hai cái người chết mà thôi, không tất yếu cùng bọn hắn nói nhảm. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu là đưa tới Lục Gia những người khác, đến lúc đó hai người bọn họ có thể liền phiền toái. Lục Gia nhiều năm như vậy nội tình, tuyệt đối không chỉ chín cái này đại đế cảnh mà thôi. Dù sao, những cái này đại đế mới là Lục Gia căn bản, dù là gặp gỡ Vạn La đế vực cùng Thiên Vũ đế vực đột kích, Lục Gia cũng không có sử dụng những cái này lực lượng. Ở không có 10 phần nắm chắc cùng đế vực là địch phía trước, Lục Gia không nghĩ bại lộ bản thân toàn bộ át chủ bài, đây cũng là Lục Đạo Sơ bản thân hiện thân nguyên nhân. Đáng tiếc, Lục Đạo Sơ coi chính mình một người có thể trấn trụ hai đại đế vực vực chủ, nhưng từ đầu đến cuối đánh giá thấp hướng Vạn Đạo thực lực, cuối cùng chịu khổ bỏ mình. Nhanh, thông chi gia chủ, trong đó một cái đại đế cảnh giống to một tiếng, xông phá Hùng Lân chấn áp, hướng về đại điện cửa ra vào gào thét mà đi. Hùng Lân, giết hắn, cái này giao cho ta. Tiêu Phàm một tiếng hét lớn, thân thể lấp lóe mà ra, đồng thời thân thể nhanh chóng biến hóa, trực tiếp biến thành Tu La bộ dáng, đồng thời không chút do dự thi triển ra Tu La cửu biến đệ tam biến. Đối mặt đại đế cảnh trung kỳ cường giả, Tiêu Phàm chỗ nào còn dám có bất luận cái gì giữ lại. Hùng Lân cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cỗ kia bá đạo lực lượng, mí mắt một trận cuồng loạn, ở Tiêu Phàm trên người, hắn tựa như thấy được một người khác hình bóng. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Hùng Lân liền lấy lại tinh thần, đại đế cảnh hậu kỳ thực lực chút xuống mà ra, trực tiếp đem Lục Gia cái kia đại đế cảnh trung kỳ ép thành thịt nát. Mà lúc này, Lục Gia cái cuối cùng đại đế cảnh trung kỳ cường giả đã nhanh chạy trốn tới cửa ra vào, Hùng Lân coi như chạy tới cũng không kịp. Mắt thấy Lục Gia người kia sắp tới gần cửa ra vào thời khắc, một đạo lóe chỉ từ Hùng Lân trong con ngươi xẹt qua. Công tử, Hùng Lân mãnh kinh, nhanh chóng xông tới. Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh A, ở đâu là đại đế cảnh trung kỳ đối thủ. Lục Gia cường giả kia nhìn thấy Tiêu Phàm lại muốn ngăn cản ở chính mình, trên mặt tức khắc lộ ra tàn nhẫn thiếu dung, nho nhỏ thần vương cảnh, cũng dám ngăn cản bản đế, cười nhạo. Lời còn chưa dứt, Lục Gia cường giả thúc giục bá đạo lực lượng, một quyền hung hăng rơi đập mà xuống, toàn bộ hư không đều rung động không ngừng. Cũng may tòa đại điện này cực kỳ kiên cố, cứng rắn sinh sinh chặn lại cỗ này uy áp, chỉ là lay động không ngừng. Nhưng mà một khắc sau, Lục Gia cường giả lại cười không nổi, tiếu dung biến mất đồng thời, chiếm lấy là vô cùng kinh khủng. Tu La đệ tam biến, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, cơ hồ là dùng hết toàn thân lực lượng. Một quyền đón lấy Lục Gia cường giả quyền cương. Oanh, hai cỗ cuồng bạo lực lượng ở hư không xen lẫn, va chạm, đại điện cũng rốt cục tiếp nhận không được, trực tiếp nổ tung. Tiêu Phàm thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, đồng thời, Lục Gia cường giả cũng lui về sau mấy bước, trong mắt đều là không thể tin. Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng, một cái thần vương cảnh, dĩ nhiên có thể ngăn cản hắn bước chân. Phải biết, hắn thế nhưng là đại đế cấp trung kỳ A, cùng thần vương cảnh hậu kỳ hoàn toàn là nhất thiên nhất địa. Nhưng mà cũng liền ở lúc này,
Hùng Lân công kích đến, lực giới ép xuống, Lục Gia Cường giả lại gãy mất tận mấy chiếc xương sườn. Lần này, Hùng Lân cũng sẽ không cho hắn cơ hội, một quyền giận oanh mà xuống, trực tiếp đem Lục Gia Cường giả đánh thành thịt nát. Hùng Lân có thể cố kỵ không được nhiều như vậy, nắm lên những cái kia mệnh thạch liền hướng về Tiêu Phàm vị trí bay đi, hắn hiện tại chỉ lo lắng Tiêu Phàm an nguy. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua, một cái thần vương cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng dám chính diện ngạnh kháng đại đế cảnh trung kỳ. Nhưng là hôm nay, hắn gặp được. Công tử, người không sao chứ? Hùng Lân đi tới Tiêu Phàm trước người, nhìn thấy Tiêu Phàm còn sống, trong lòng của hắn đại thạch cũng rơi xuống. Yên tâm, không chết được. Tiêu Phàm ho nhẹ mấy tiếng, không hổ là đại đế cảnh trung kỳ a, lấy ta hiện tại thực lực, còn không thể ngạnh kháng, trừ phi có thể đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Hùng Lân nghe vậy, không cấm mở ra bạch nhãn, tình cảm ngươi nha đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, liền dám theo đại đế cảnh trung kỳ cứng rắn. Đương nhiên, nếu như là người khác nói câu nói này, Hùng Lân chỉ có thể xem như một cười nhạo bình thường, nhưng lời này từ Tiêu Phàm trong miệng nói ra, Hùng Lân lại không có phản bác. Không vì cái gì khác, liền Tiêu Phàm thân phận, liền đầy đủ. Công tử, người chúng ta là giết chết, bất quá lớn như vậy động tĩnh, Lục gia khẳng định cũng biết. Hùng Lân thần sắc hơi hơi trầm xuống nói. Đã không kịp, Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Tiêu Phàm, không nghĩ đến người dĩ nhiên thực có can đảm tiến vào huyết ma luyện ngục. Hôm nay nơi này liền là ngươi tử kỳ. Đột nhiên, một đạo băng lãnh hét to tiếng từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó mấy chục cỗ cường hoành khí tức từ đằng xa gào thét mà tới, nháy mắt đem Tiêu Phàm bọn họ vây lại. Cầm đầu không phải kẻ khác, chính là một mặt sát khí Lục Kinh Thiên, mặt lộ dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hắn thế nhưng là đối Tiêu Phàm hận thấu xương, Tiêu Phàm giết hắn hai cái nhi tử không nói, còn gián tiếp hại chết hắn phụ thân. Nếu như không phải Tiêu Phàm, các đại đế vực cùng cổ vực cũng sẽ không hủy diệt Thiên Vũ vực. Không hủy diệt Thiên Vũ vực, Lục gia cũng không cần bại lộ, tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, liền là Tiêu Phàm. Hùng Lân hai người sắc mặt trầm xuống, Tiêu Phàm ngược lại coi như bình tĩnh, chậm rãi biến thành bộ dáng ban đầu, nếu như đã bị nhận ra, vậy cũng không tất yếu ngụy trang. Lục Kinh Thiên, ngươi cứ như vậy muốn giết ta sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hùng Lân tức giận chừng Tiêu Phàm một cái, hắn đâu chỉ muốn giết ngươi, đoán chừng còn muốn ăn ngươi thịt, uống ngươi máu. Nhưng ngươi tiểu tử, lúc này còn cười được. Công tử, qua một lúc ta ngăn lại bọn họ, ngươi trước thoát đi nơi này. Hùng Lân cho Tiêu Phàm bí mật truyền âm nói. Không cần, bọn họ giết không chết chúng ta. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Giết không chết ngươi, ha ha. Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tựa như nghe được trên đời này to lớn nhất cười nhạo một dạng. Ta nói ngươi giết không chết ta, ngươi liền giết không chết. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, âm thầm cho Hùng Lân truyền âm nói, Hùng Lân, đi, đi vừa mới tỏa cung điện kia. Lời còn chưa dứt, Hùng Lân không chút do dự mang theo Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về vừa mới tỏa cung điện kia bay đi. Giết hắn, Lục Kinh Thiên nhìn thấy, một tiếng quát lớn, chừng 30 đạo thân ảnh, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đi. Hùng Lân tốc độ cực nhanh vô cùng, không chờ đám người lấy lại tinh thần, hắn liền mang theo Tiêu Phàm xuất hiện ở cung điện phế tích phía trên. Chỉ là Hùng Lân không giải là, đến địa phương này, liền có thể có biện pháp đối phó Lục gia người sao. Nếu như là bình thường, Hùng Lân nhất định sẽ đem Tiêu Phàm lời nói khịt mũi coi thường, nhưng đi theo Tiêu Phàm lâu như vậy, Hùng Lân cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm. Công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Hùng Lân lo lắng hỏi, hắn con người lờ đãng đảo qua chung quanh, lại là nhìn thấy chừng 30 đại đế cảnh cường giả điên cuồng đánh tới. Hắn cố nhiên là đại đế cảnh hậu kỳ, có thể cùng bình thường đại đế đỉnh phong ngạnh bính, có thể đối mặt nhiều như vậy đại đế cường giả, hắn cũng hoảng hồn. Vừa mới có thể đánh giết Lục gia 9 tôn đại đế, vậy cũng là bởi vì những người kia thực lực không mạnh, mạnh nhất cũng chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, hắn và Tiêu Phàm còn tính toán một phen, âm 9 người kia một thanh, lúc này mới thành công giết chết 9 người. Nhưng hiện tại, kia hơn 30 tôn đại đế cường giả, thế nhưng là muốn chính diện va chạm a, hơn nữa trong đó còn không thiếu đại đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Đừng nói hắn một người, liền là lại đến một cái, cũng chưa chắc là Lục gia người đối thủ.
Tiêu Phàm không có để ý tới Hùng Lân, nhìn thấy Lục gia người vồ giết mà tới, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng ngoan tuyệt. Muốn giết ta, đáng tiếc, nhưng các ngươi thất vọng rồi. Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống. Đột nhiên, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, một cái huyền diệu hình tròn phù văn nở rộ mà ra, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Đây là, Hùng Lân nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm là ý gì. Nhanh, giết hắn, Lục Kinh Thiên nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, dùng hết toàn lực tê hống. Công tử, ta ngăn trở bọn họ. Hùng Lân nhìn thấy, muốn cho Tiêu Phàm tranh thủ đầy đủ thời gian. Không cần, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện Tu La kiếm nháy mắt biến thành trên trăm trượng dài. Đồng thời, Tiêu Phàm cả người nhảy vọt mà lên, cuồn cuộn thần lực tràn vào Tu La kiếm. Hồng hộc một tiếng, Tu La kiếm cắm ở hình tròn phù văn trung ương, nhấc lên một cỗ to lớn phong bạo, mặt đất bắt đầu không ngừng vỡ nát, giống như mạng nhện liệt phùng hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Hùng Lân trợn to hai mắt, bị cỗ kia lực lượng trùng kích, kém chút đứng không vững, hướng về hậu phương bay đi. Ở thời khắc mấu chốt, một cái tay trực tiếp bắt lại hắn tay cánh tay, gắt gao giữ chặt hắn. Bất quá, người Lục gia lại không có vận tốt như vậy, cho dù là đại đế đỉnh phong, cũng ngăn cản không được cỗ kia trùng kích lực lượng, hoàn toàn bị tung bay, có người càng là đẫm máu không ngừng. Không có khả năng, không có khả năng. Lục Kinh Thiên loạn phát bay tứ tung, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, thiên đao vạn quả. Gia chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Lục gia một cái lão giả mở miệng nói, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Hắn thế nhưng là đại đế cấp đỉnh phong A, dĩ nhiên ngăn không được một cỗ phong bạo, nói ra kẻ khác có lẽ không tin, nhưng vừa mới thế nhưng là thực sự là phát sinh. Lục Kinh Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, không có để ý tới lão giả, nắm đấm nắm chặt, kinh khủng sát khí từ trên người hắn tản ra. Công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Hùng Lân cũng là nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết vừa mới cỗ kia lực lượng là cái gì. Tiêu Phàm tựa như không có nghe được Hùng Lân lời nói đồng dạng, ngược lại nghiền ngẫm nhìn xem Lục Kinh Thiên nói, Lục Kinh Thiên, người bây giờ sợ sao? Sợ, đám người không biết vì sao, coi như người Tiêu Phàm có thể có biện pháp đẩy lui chúng ta, có thể ba chúng ta hơn 10 cái đại đế cảnh tu sĩ, cũng không cần sợ a. Nếu là siêu việt đại đế cảnh cường giả giáng lâm, bọn họ có lẽ còn sẽ biết rõ sợ cái chữ này. Nhưng mà, Lục Kinh Thiên lại là sắc mặt tái nhợt, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Lục Kinh Thiên, liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Thực sự là thiên đại cười nhạo. Tiêu Phàm lần nữa mở miệng, tựa như cố ý chọc giận Lục Kinh Thiên một dạng. Hỗn trướng, ngươi tự tìm cái chết. Vũ nhục gia chủ người, chết. Lục gia cường giả nguyên một đám la ầm lên, ra sức tới gần Tiêu Phàm. Có thể càng là tới gần Tiêu Phàm, cỗ kia huyết sắc năng lượng ba động lực cản cũng càng lớn. Đừng nói giết Tiêu Phàm, liền là tới gần Tiêu Phàm, đều 10 phần gian nan. Tiêu Phàm, người đến cùng nghĩ như thế nào? Lục Kinh Thiên lại không có nổi giận, ngược lại mặt âm trầm, áp chế một cách cưỡng ép lấy trong lòng sát ý nói. Gia chủ, Lục gia đám người kinh ngạc nhìn xem Lục Kinh Thiên, lộ ra một mặt vẻ khó tin. Lục Kinh Thiên làm người bọn họ đều rõ ràng, lúc nào biến thành dễ nói chuyện như vậy người. Dạng này còn không sai biệt lắm. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lập tức hí ngược nhìn xem Lục gia đại đế cường giả nói, hảo một cái Lục Kinh Thiên, nhìn đến các người phụ tử hai người ẩn tàng rất sâu a. Không nghĩ đến ngoại trừ các người phụ tử bên ngoài, Lục gia những người khác dĩ nhiên đều không biết rõ, tòa cung điện này, liền là thông hướng huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu, cái gì? Huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu, gia chủ, là thật sao? Tiêu Phàm lời nói vừa ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Lục gia đám người toàn bộ đều kinh hô không thôi, không tự giác hướng hậu phương lùi lại mấy bước, trong mắt tất cả đều là kiêng dè. Cũng khó trách bọn họ như thế không bình tĩnh, huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng, đây chính là nhốt vô số đại đế cảnh huyết ma a. Bọn họ cố nhiên là đại đế cảnh, có thể ở một nhóm đại đế cảnh huyết ma trước mặt. Cơ bản cũng chỉ có bị đồ sát phần. Đám người cũng rốt cục biết rõ, tại sao Lục Kinh Thiên như thế kiêng kỵ Tiêu Phàm. Nếu là Tiêu Phàm thật mở ra huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu, đối với Lục gia tới nói,
tuyệt đối là một loại diệt tuyệt tính tai nạn. Ngươi là như thế nào biết rõ? Lục Kinh Thiên cưỡng ép bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Hắn hỏi lên như vậy, cũng liền chấp nhận Tiêu Phàm lời nói, trước mắt phế tích, liền là huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu. Không nói cho ngươi, Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Hắn sở dĩ biết rõ nơi đây liền là huyết ma luyện ngục nhập khẩu, thứ nhất là tu la truyền thừa bên trong ghi lại một chút liên quan tới huyết ma luyện ngục tin tức, nhưng cái này cũng chỉ là nhường Tiêu Phàm suy đoán mà thôi. Thứ hai đây, là Tiêu Phàm từ những cái kia bị thôn vệ huyết ma cùng lục ra cái kia thủ vệ ký ức bên trong chiếm được một chút tin tức, liền là liên quan tới huyết ma luyện ngục đệ nhị trọng, ma đế luyện ngục sự tình. Bất quá này vẫn như cũ không đủ để hoàn toàn nhường Tiêu Phàm khẳng định. Nhưng hắn nhất định là, trước đó cùng lục gia kia đại đế trung kỳ cường giả ngạnh bính thời khắc, cường đại năng lượng ba động bên trong tản mát ra một loại huyết ma đặc thù khí tức. Đồng thời, tu la ma ảnh chấn động một cái, nhưng Tiêu Phàm xác nhận cỗ kia khí tức, liền là huyết ma khí tức, chỉ là so thần vương cảnh huyết ma muốn cường đại nhiều lắm mà thôi. Lục gia tuy mạnh, có thể đối đãi đại đế cảnh huyết ma, vẫn như cũ muốn cẩn thận từng ly từng tí. Càng là phong ấn ở huyết sắc thủy tinh quan tài bên trong, này đủ để nói rõ, lục gia là kiêng kỵ huyết ma. Nên, Tiêu Phàm dứt khoát trực tiếp dùng tu la kiếm phá vỡ huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu, vừa mới đánh ra cái kia phù văn, cũng chỉ là Tiêu Phàm vì cảm ứng cái này nhập khẩu bạc nhược điểm mà thôi. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán là thật, nơi này thực sự là huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu. Tiêu Phàm, người đến cùng nghĩ như thế nào? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lục Kinh Thiên phiền muộn thổ huyết, đành phải nghiến răng nghiến lợi thỏa hiệp nói. Hắn cũng không nghĩ đến, thế cục dĩ nhiên liền nhanh như vậy đảo ngược, quyền chủ động rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Lục Kinh Thiên trên trán nổi gân xanh, tựa như tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đã từng cái kia hắn xem thường tiểu tử, dĩ nhiên cũng có uy hiếp đến hắn một ngày. Thậm chí còn khả năng ảnh hưởng đến bản thân cả gia tộc tương lai. Ta đến cùng nghĩ như thế nào? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, ta nghĩ làm cái gì, này có thể quyết định ở chỗ ngươi. Lục Kinh Thiên híp híp hai mắt, trầm ngâm lúc này, trong tay đột nhiên xuất hiện một mai huyết sắc lệnh bài, nói ta có thể thả các ngươi ly khai, nhưng ngươi không thể mở ra nhập khẩu. Lục Kinh Thiên không thể không thỏa hiệp, nếu là Tiêu Phàm mở ra nhập khẩu, không những hắn muốn chết, lục gia cũng phải hủy diệt. Công tử, đáp ứng hắn, Hùng Lân không cần nghĩ ngợi kêu lên. Hắn cũng sợ Tiêu Phàm giận dữ phía dưới, thật đem huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu mở ra. Vừa mới cỗ kia khí thế thế nhưng là đem hắn giật nảy mình, nếu là thật sự mở ra đệ nhị tầng nhập khẩu, hắn cái này đại đế cảnh hậu kỳ, cũng chưa hẳn chống đỡ được huyết ma đổ sát. Huống hồ, bọn họ tiến vào huyết ma luyện ngục mục đích, liền là cứu thiên vũ vực tu sĩ, hiện tại mục đích cũng đã đạt đến. Không tất yếu lưu ở nơi. Thiên Võ Thần Sơn. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Thí Thần nhìn thấy Tiêu Phàm ly khai, mỗi người cảm xúc đều 10 phần sa sút, huyết ma luyện ngục nguy hiểm, đám người tuy không biết, nhưng là không phải bình thường có thể sinh tồn được. Huyết ma thực lực, đám người cũng đã từng được chứng kiến, mà hiện tại, Tiêu Phàm lại đặt mình vào nguy hiểm, này khiến bọn họ như thế nào không lo lắng. Lúc này mới mấy cái canh giờ mà thôi. Đám người liền biến mặt ủ mày trao lên. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người bởi vì phải xử lý Thiên Võ Thần Sơn cùng Tu La Điện sự tình, nên rời đi. Nhưng Thí Thần lại là không có việc gì, một mực đợi ở Thiên Võ Thần Sơn Tử Vũ Phong, hắn đang chờ lấy Tiêu Phàm xuất hiện. Nếu như Tiêu Phàm cùng Hùng Lân sự tình làm được thuận lợi mà nói, hai người đoán chừng không cần bao lâu liền sẽ xuất hiện. Huyết ma luyện ngục, đoán chừng không phải bình thường nguy hiểm. Nếu không lão đại cũng sẽ không thể không để cho ta đi vào. Thí Thần nằm trên một cây đại thụ, âm thầm trầm ngâm nói. Nhiều năm như vậy đến nay, hắn một đường đi theo Tiêu Phàm trưởng thành, Tiêu Phàm không có ở bên người thời gian, nhưng hắn có chút không quen. Hô hô, đột nhiên, một đạo khí lãng sôi trào thanh âm vang lên, Thí Thần màng nhĩ chấn động một cái, hai mắt bỗng nhiên chuyển hướng thanh âm nơi phát ra, kinh hỉ kêu lên, lão đại trở về. Lời còn chưa dứt, Thí Thần xoay người mà lên, lách mình liền xuất hiện ở nơi xa, ở trước mặt hắn, là một cái huyết sắc vòng xoáy, một cỗ huyết tinh khí tức tốc thẳng vào mặt mà đến. Đây là, Thí Thần ánh mắt tỏa sáng, này huyết sắc vòng xoáy là cái gì,
hắn rất rõ ràng. Lão Tam nhanh như vậy liền trở về. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người thân ảnh cũng nhao nhao xuất hiện, bọn họ thế nhưng là thời thời khắc khắc chú ý nơi đây động tĩnh. Nhìn thấy hư không phát sinh dị động, đám người tự nhiên trước tiên chạy tới. Một khắc sau, ở đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo khôi ngô thân ảnh thoáng hiện mà ra, theo sát lấy mà đến là giống to một tiếng, công tử. Hùng Lân tiền bối, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người kinh hỉ kêu lên. Nhưng vài hô hấp sau, tất cả mọi người trên mặt tiếu dung biến mất, chiếm lấy là không thể tin, cùng cuồn cuộn sát khí. Hùng Lân là đi ra, nhưng Tiêu Phàm đây, một hơi không đến thời gian, huyết sắc vòng xoáy biến mất, có thể đám người vẫn như cũ không có nhìn thấy Tiêu Phàm hình bóng. Hùng Lân tiền bối, Lão Tam đây, Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày, sắc mặt âm trầm nói. Công tử hắn không đi ra. Hùng Lân ngữ khí có chút nghẹn ngào, hắn ngay từ đầu coi là Tiêu Phàm là muốn cùng hắn cùng một chỗ chạy ra huyết ma luyện ngục. Thẳng đến hắn bước vào truyền tống thông đạo một sát na kia, Hùng Lân lúc này mới minh bạch, Tiêu Phàm căn bản không có ly khai huyết ma luyện ngục ý tứ. Tiêu Phàm lại lấy được ly khai huyết ma luyện ngục thông hành lệnh sau đó, trước tiên nhường hắn Hùng Lân ly khai, là bởi vì Hùng Lân trên người, có thể còn có thiên vũ vực hàng trăm hàng ngàn nhân tính mệnh. Ngươi không phải cùng lão đại đi vào chung sao? Lão đại không đi ra, ngươi đi ra làm cái gì? Thí thần thần sắc băng lãnh nhìn xem Hùng Lân. Hùng Lân, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi thật đúng là một dạng tham sống sợ chết a. Liệt Thiên mấy người cũng khinh thường nhìn xem Hùng Lân nói. Năm đó bọn họ liền là bị Hùng Lân cùng táng bắt bỏ vào Bách Sát Tháp, cũng chính là Hùng Lân trong miệng phạm nhân, mấy đại thần thú tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ Hùng Lân phẩm tính. Hùng Lân mặt mũi phơi bày giận dữ, nhưng hắn lại không biết như thế nào phản bác. Bởi vì chính hắn xác thực rời đi, đem Tiêu Phàm lưu lại huyết ma luyện ngục. Lấy Tiêu Phàm thực lực, muốn từ Lục Kinh Thiên bọn họ việc trong tay xuống tới, cơ bản là không thể nào. Nhưng Hùng Lân không giải là, Tiêu Phàm rõ ràng có thể cùng hắn cùng một chỗ ly khai huyết ma luyện ngục a, tại sao Tiêu Phàm không có ly khai, ngược lại lưu ở huyết ma luyện ngục bên trong đây. Ong ong cũng liền ở Hùng Lân ngậm miệng không biện thời khắc, Hùng Lân sau lưng đột nhiên chán phóng từng đạo hà quang một trận lấp lóe, vậy mà ở Hùng Lân phía sau nổi lên một đạo thân ảnh. Lão Tam, Lão Đại, Công Tử, Nam Cung Tiêu Tiêu, Thí Thần cùng Quân Nhược Hoan đám người nhìn thấy đạo kia thân ảnh, toàn bộ đều biến vô cùng ngưng trọng lên. Thân ảnh kia không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm linh hồn phân thân. Các vị, các ngươi không cần trách cứ Hùng Lân, là ta cố ý lừa hắn trước tiên ly khai, ta lưu ở huyết ma luyện ngục bên trong, còn có một chút việc cần hoàn thành. Tiêu Phàm linh hồn phân thân lộ ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Hùng Lân nghe được lời này, tức khắc thở dài một hơi, kể từ đó, Tiêu Phàm xảy ra chuyện sự tình cũng liền trách tội không đến trên người hắn. Chỉ là trong lòng của hắn 10 phần không giải, Tiêu Phàm tại sao còn muốn lưu lại đây? Công tử, ngươi không nên để cho ta ly khai, có chuyện gì, ta cũng có thể giúp được ngươi. Hùng Lân bất đắc dĩ cười nói, lời mới vừa nói xong, hắn thần sắc lại biến vô cùng ngưng trọng. Trong tay ngươi còn nắm trong tay hàng trăm hàng ngàn người vận mệnh, ta không thể để bọn hắn bồi ta cùng một chỗ mạo hiểm. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói, hơn nữa, coi như ngươi lưu lại, cũng giúp không đến ta. Công tử, ngươi không phải là muốn mở ra huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng nhập khẩu ha? Hùng Lân con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm kia linh hồn phân thân. Đang có ý đó, Tiêu Phàm linh hồn phân thân nhàn nhạt gật gật đầu nói. Hùng Lân không khỏi hít một hơi lạnh, Tiêu Phàm là tu vi gì, hắn lại rõ ràng không đủ. Hiện tại mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái thần vương cảnh mà thôi, hắn lại như thế nào cùng người Lục gia tranh đấu đây? Lại càng không cần phải nói huyết ma luyện ngục còn có vô tận huyết ma. Phong tử tên điên, Tiêu Phàm đơn giản chính là một từ đầu đến đuôi phong tử tên điên. Một bên Quân Nhược Hoan hít sâu một cái, đột nhiên trầm mặt nói, công tử. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể sống sót đi ra. Ta cũng cho rằng như vậy. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, hắn linh hồn phân thân đột nhiên run lên bần bật, hóa thành một trận quang vũ biến mất. Biến mất thời khắc, hư không lại có một đạo thanh âm truyền đến, đúng rồi, ta thời gian không nhiều, Hùng Lân, Liệt Thiên, các ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị,
Lục Kinh Thiên bọn họ 8-9 phần 10 sẽ trốn ra được. Đám người nghi hoặc không giải, cũng liền ở lúc này, Thiên Võ Thần Sơn trên không, đột nhiên lại xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy, lần lượt từng bóng người từ vòng xoáy bên trong xuyên đi ra. Đây là, đám người con người hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem những cái kia thân ảnh. Nguyên lai công tử sớm liền ở tính toán Lục gia, tất cả những thứ này, đều ở hắn tính toán. Hùng Lân nhìn thấy, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hắn nguyên bản coi là Tiêu Phàm chỉ là xính nhất thời dũng mà thôi, không nghĩ đến Tiêu Phàm lại đem Lục Kinh Thiên bọn họ đều bước ra huyết ma luyện ngục, hơn nữa còn để bọn hắn làm tốt đối phó Lục gia người dự định. Nếu như Lục Kinh Thiên biết rõ tất cả những thứ này, đoán chừng lại được phiền muộn thổ huyết, bọn họ những người này, lại bị Tiêu Phàm trở thành con mồi. Hùng Lân tiền bối, Liệt Thiên tiền bối, dựa vào các ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu hai mắt đỏ lên, lạnh lùng nhìn phía xa Lục Kinh Thiên đám người nói. Giết, Hùng Lân căn bản không có nói nhảm, gầm thét một tiếng liền hóa thành một vệt sáng hướng về Lục Kinh Thiên đám người vồ giết mà đi. Hắn Hùng Lân, tựa như muốn chứng minh bản thân không phải thứ hèn nhát, cũng đồng dạng không phải tham sống sợ chết hạng người. Liệt Thiên đám người nhìn thấy, chần chờ thời gian nháy mắt, cũng toàn bộ đều xông tới. Tất nhiên Tiêu Phàm cũng đã tính toán đến một bước này, bọn họ tự nhiên muốn đem Tiêu Phàm kế hoạch hoàn thành, kia chính là, giết Lục Kinh Thiên, diệt Lục gia. Lại nói Tiêu Phàm nhục thân bị một cỗ cường hoành lực lượng lôi kéo, cả người hướng về hố sâu bên trong hắc ám rơi xuống, đồng thời cũng lâm vào trạng thái hôn mê. Không, nói cho đúng, cũng không phải hôn mê, mà là tâm thần toàn bộ đều chìm vào nội thiên địa. Theo lấy mấy nhức đầu đế cảnh huyết ma xông vào mi tâm, Tiêu Phàm chỗ nào còn dám có chỗ giữ lại, liền nhất tâm nhị dụng đều không dám thi triển. Hắn thân thể tự nhiên không bị khống chế, mặc cho cỗ kia trói buộc chi lực lôi kéo, hướng về vô tận trong hố sâu rơi xuống. Đồng thời, ở mấy đầu huyết ma xông vào mi tâm một sát na kia, Tiêu Phàm dùng toàn lực đem kia mấy đầu huyết ma đưa vào nội thiên địa. Giờ phút này, nội thiên địa. Tiêu Phàm đứng ở một phiến trên đất trống, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía sáu đạo huyết ma, hắn quanh thân bốc lên hắc khí, giống như một vị thần ma, dị thường đáng sợ. Đối mặt sáu tôn đại đế cảnh huyết ma, Tiêu Phàm không chút do dự thúc giục Tu La Ma Ảnh lực lượng. Tu La Ma Ảnh tuy mạnh, nhưng là khó khăn lắm ngăn trở sáu tôn huyết ma khí thế công sát. Đại đế cảnh huyết ma, quả nhiên không tầm thường. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, bất quá, càng là bất phàm, nuốt các ngươi, càng có thể lấy được cường đại chỗ tốt. Nếu như cho người nghe được Tiêu Phàm lời nói, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường. Ngươi nha, chính mình cũng hãm sâu bùn trạch, còn nghĩ lấy được chỗ tốt. Việc cấp bách, không phải là nhường bản thân như thế nào sống sót sao. Nhưng mà, Tiêu Phàm quả thật có bản sự này, Tu La Ma Ảnh uy thế mặc dù chỉ là bình thường đại đế cảnh, khó khăn lắm ngăn cản sáu tôn huyết ma khí thế nghiền ép. Nhưng là, cũng đừng quên, Tu La Ma Ảnh vốn liền là cực kỳ ma tính, nhất là ở nuốt thái sơ thần ma dịch ma tính tinh hoa sau đó, thực lực cũng đã cực kỳ biến thái. Tu La Ma Ảnh ở khí thế phía trên mặc dù vẻn vẹn bình thường thần vương cảnh đỉnh phong mạnh hơn, nhưng đối mặt huyết ma, lại không hề sợ hãi. Thậm chí, những cái kia huyết ma đang cảm thụ đến Tu La Ma Ảnh lực lượng sau, dĩ nhiên bắt đầu run rẩy lên, tựa như gặp được đáng sợ sự tình một dạng. Tu La Ma Ảnh, ta không nhìn lầm ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hắn dám mở ra huyết ma luyện ngục nhập khẩu, tự nhiên là có bảo hộ, Tiêu Phàm cũng không phải tìm người chết, mà hắn bảo hộ, liền là Tu La Ma Ảnh. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng là ở cược, sự thật chứng minh, một lần này hắn đánh cuộc đúng. Tu La Ma Ảnh, không chỉ có thể trấn nhiếp dị ma, cũng đồng dạng có thể trấn nhiếp những cái này huyết ma, để bọn hắn không dám công kích, mà tiếp xuống sự tình liền dễ dàng nhiều. Luyện hóa này sáu tôn đại đế cảnh huyết ma, ta linh hồn chi lực không biết có thể đi đến cảnh giới gì đây. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, trong lòng đại thạch cũng rốt cục để xuống. Hiện tại hắn muốn làm, liền là thừa dịp Tu La Ma Ảnh có thể áp chế những cái này đại đế cảnh huyết ma, mau chóng luyện hóa bọn chúng. Ai biết tiến vào huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng, sẽ gặp gỡ bao nhiêu đại đế cảnh huyết ma đây. Lập tức Tiêu Phàm tâm thần một phân thành hai, một bên thao túng thân thể, một bên đối phó nội thiên địa bên trong sáu tôn huyết ma. Tiêu Phàm bên tai quát đến từng đợt cương phong,
mười phần sắc bén, lăng lệ, tựa như đao quát ở trên mặt đồng dạng, cực kỳ đau nhói. Thậm chí, Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phía huyết sắc ma ảnh, chính đang dương nanh múa vuốt, không ngừng nộ hống, gầm thét. Có lẽ là Tiêu Phàm ngoài thân phát ra nhàn nhạt hắc sắc ma khí, chấn nhiếp đến những cái này huyết ma, dọa đến bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, Tiêu Phàm lúc này tâm tư lại không ở những cái này huyết ma trên người, mà là hiếu kỳ bản thân vị trí địa phương. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được bản thân là tại hạ rơi, có thể trong lòng của hắn lại có loại cảm giác, hắn cũng không phải tại hạ rơi, mà là cũng đã tiến nhập huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng, ma đế luyện ngục. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Thoại âm rơi xuống hắn con người bỗng nhiên chậm rãi biến thành huyết sắc, một đầu huyết sắc u minh ở con người du động. Nghịch loạn chi đồng, mở. Theo lấy Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, trước mắt hắn thế giới bắt đầu chậm rãi phá toái, tựa như ký ức hình ảnh đang hòa tan một dạng. Đồng thời, trên người hắn loại kia hạ xuống cảm giác cùng cương phong đau nhói cảm giác cũng đều biến mất hết. Hắn vị trí địa phương, vẫn là một phiến huyết sắc không gian, chỉ là cái này huyết sắc không gian càng thêm màu đỏ tươi, hồng đã có chút biến thành màu đen. Cách đó không xa, có vô số huyết ma loạn vũ, có lẽ là cảm nhận được huyết nhục khí tức, toàn bộ đều điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vị trí gào thét mà đến. Tiêu Phàm mí mắt một trận cuồng loạn, đại đế cảnh huyết ma, một tôn liền đủ để cho đồng giai đại đế cảnh cường giả vứt bỏ tính mạng. Hiện tại này tính ra hàng trăm huyết ma đánh tới, hắn một cái thần vương cảnh hậu kỳ người, lại làm sao có thể ngăn cản được. Theo lấy một đám huyết ma tới gần, Tiêu Phàm thừa nhận áp lực cũng bắt đầu tăng gấp bội, thể nội càng là truyền ra một trận xương cốt vỡ tan thanh âm. Phải biết, Tiêu Phàm bây giờ nhục thân, không nói đại đế cảnh phía dưới vô địch, vậy cũng tuyệt đối không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại, liền địch nhân khí thế đều không chịu đựng nổi, còn như thế nào chiến đấu? Giống, đột nhiên, Tiêu Phàm gầm lên giận dữ, một cỗ cực kỳ bạo lệ khí tức từ trên người hắn bộc phát mà ra, cả người nháy mắt phát sinh biến hóa. Tiêu Phàm cũng đã biến mất, chiếm lấy là một tôn thân cao vài trượng, miệng phun răng nanh, gánh vác hai cánh tu la, trong tay tu la kiếm càng là phát ra yêu dị tử huyết sắc quang hoa. Hiển nhiên, Tiêu Phàm bằng vào tự thân nhục thân, cũng đã ngăn cản không được những cái này huyết ma nghiền ép, hắn không thể không hóa thân tu la. Hống hống, vô số huyết ma cảm nhận được Tiêu Phàm trên người loại kia cuồng bạo khí tức, dĩ nhiên toàn bộ đều quỷ dị ngừng lại, không ngừng rung động, tựa như ở sợ hãi cái gì. Một nhóm rác rưởi, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, những cái này huyết ma mặc dù cường đại, nhưng Tiêu Phàm lại căn bản không có sợ hãi ý tứ. Nhất là biến thân tu la sau đó, không nói hắn hiện tại thực lực cũng đã có thể đại đế cảnh tiền kỳ cường giả một trận chiến, liền là trên người hắn phát ra khí tức. Liền có thể chấn nhiếp huyết ma. Nhìn thấy một đám huyết ma không có tiếp tục tới gần, Tiêu Phàm tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào thể nội, luyện hóa thể nội 6 tôn huyết ma. Hảo tàn nhẫn năng lượng cùng linh hồn, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng không phải là bị những năng lượng này cho trùng bạo, liền là bị cỗ này bạo lệ khí tức cho làm điên. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Khó trách người bình thường căn bản không cách nào cùng huyết ma dung hợp, không cẩn thận liền khả năng bị huyết ma diệt linh hồn. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, nếu như một người ý chí đầy đủ cường đại mà nói, là có thể luyện hóa những cái này huyết ma. Liền tựa như Hùng Lân, vậy cũng là luyện hóa mười mấy đầu huyết ma nhân vật. Mà hắn sư tôn Táng, càng là luyện hóa hàng trăm hàng ngàn, đủ để chứng minh Táng ý chí đáng sợ. Không biết ta có thể luyện hóa bao nhiêu đây? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Người đều có ganh đua so sánh chi tâm, Tiêu Phàm cũng đồng dạng như thế, hắn cũng muốn biết rõ, bản thân ý chí, phải chăng có thể so với Táng. Huống chi, luyện hóa những cái này huyết ma, đối chính hắn cũng có chỗ tốt cực lớn. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm sắc mặt biến điên cuồng lên, hắn thậm chí sinh ra một cái mạc danh kỳ diệu ý nghĩ, nếu như đem ma đế luyện ngục huyết ma toàn bộ luyện hóa, kia lại sẽ như thế nào? Ủng hộ CVT. Tiêu Phàm nội thiên địa bên trong, linh hồn bản thể quanh thân ma khí bốc lên, hắn trực tiếp điều động nội thiên địa lực lượng, áp chế một đầu huyết ma. Huyết ma không ngừng gào thét, nó chỉ có bản năng ý thức, nhưng nếu muốn tránh thoát tu la ma ảnh áp chế, lại là cực kỳ gian nan. Huống chi,
Tiêu Phàm linh hồn chi lực cũng đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, bằng cường độ mà nói, cũng chưa hẳn thua ở bình thường đại đế cảnh tiền kỳ. Một ngày sau đó, huyết ma không dãy dụa nữa, bị Tiêu Phàm linh hồn bản thể trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng. Tiêu Phàm luyện hóa huyết ma tốc độ, lại là lạ thường nhanh. Vẻn vẹn một lát sau, Tiêu Phàm trên người liền cổ động lấy một cỗ cường hoành khí thế, linh hồn chi lực lần thứ hai ngưng thực mấy phần. Cái thứ nhất, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tựa như gặp được món ăn ngon một dạng. Đáng tiếc những cái này huyết ma không có quá nhiều linh trí, nếu không mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc Tiêu Phàm thần sắc. Nuốt cái thứ nhất, tự nhiên sẽ có cái thứ hai, 6 ngày sau đó, Tiêu Phàm cuối cùng đem 6 đầu đại đế cảnh huyết ma cho luyện hóa không còn một mảnh. Hắn cùng kẻ khác dung hợp huyết ma khác biệt, kẻ khác được xóa đi huyết ma cỗ kia tàn nhẫn năng lượng, hắn chỉ cần vận chuyển vô tận chiến điển luyện hóa là được rồi. Hơn nữa, Tiêu Phàm đang luyện hóa huyết ma sau đó, cỗ kia tàn nhẫn sát lục chi khí, cũng bị hắn luyện hóa, nhưng hắn ẩn ẩn bắt được cái gì? Sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, đáy mắt chỗ sâu trán phóng một vòng tinh quang, trên mặt hiện lên kích động tiếu dung. Những ngày qua, Tiêu Phàm một mực lĩnh ngộ đệ tứ trọng sát lục pháp tắc ảo diệu, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là bắt được mơ hồ hình bóng mà thôi. Nhưng là hiện tại, kia hình bóng lại biến càng ngày càng rõ ràng, có lẽ không cần bao lâu, là hắn có thể chân chính lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm lại biến thành bản thể, tức khắc, ngoại giới huyết ma lại bắt đầu điên cuồng lên, vẻn vẹn trong hô hấp, thì có 10 đầu huyết ma xông vào hắn nội thiên địa. Bất quá rất nhanh, Tiêu Phàm lại biến thành tu la chi thể, đồng thời trên người phát ra bá đạo ma tính khí tức. Hắn không dám duy nhất một lần nhường quá nhiều huyết ma tiến vào hắn nội thiên địa bên trong, một phần vạn phát sinh ngoài ý muốn, khả năng liền hối hận cũng không kịp. Dù sao những cái này huyết ma không dám chủ động công kích biến thành tu la chi thể hắn, hiện tại hắn có là thời gian đi luyện hóa những cái này huyết ma. Tốc độ mặc dù chậm một điểm, nhưng thời gian dài xuống dưới, Tiêu Phàm thật đúng là khả năng đem ma đế luyện ngục tất cả đại đế cảnh huyết ma luyện hóa không còn một mảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm cũng đã không biết luyện hóa bao nhiêu huyết ma, hắn chỉ biết là, bản thân linh hồn chi lực, cũng đã vô hạn tiếp cận đại đế cảnh. Đồng thời, Tiêu Phàm quanh thân cũng phát ra huyết quang, lộ ra một cỗ cực kỳ cuồng dã cùng bá đạo khí tức. Đây là thôn phệ quá nhiều huyết ma, tạo thành di chứng. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có đặt ở trong lòng, hắn không muốn bỏ lỡ một lần này cơ hội, có lẽ, lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tứ trọng, liền chỉ có thể dựa vào một lần này cơ duyên. Ầm ầm, không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm thể nội đột nhiên truyền đến từng đợt kinh lôi thanh âm, cường hoành khí thế từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, giống như vỡ đê giang hà một dạng. Canh giữ ở Tiêu Phàm chung quanh cách đó không xa huyết ma, toàn bộ đều lộ ra hoảng sợ. Nhanh chóng hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Nội thiên địa bên trong, Tiêu Phàm linh hồn bản thể trán phóng một kim một hắc hai loại quang hoa, đỉnh đầu càng là lơ lửng sinh tử luân hồi đồ, hóa thành chân trời xoay quanh ở chân trời. Chung quanh tất cả huyết ma, toàn bộ đều nổ tung, hóa thành bàng bạc năng lượng xông vào Tiêu Phàm linh hồn bản thể. Cùng lúc đó, linh hồn bản thể khí thế không ngừng tăng cường, tựa như cũng đã xông phá đại đế cảnh đạo kia gông cùm xiềng xích. Đại đế cảnh linh hồn, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nếu như chỉ liều linh hồn chi lực mà nói, đừng nói đại đế cảnh tiền kỳ, liền là đại đế cảnh trung kỳ, hắn cũng không hề sợ hãi. Đây đối với Tiêu Phàm tới nói, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng ma đế luyện ngục, đối với người khác tới nói một chỗ tử vong tuyệt địa, cho dù đại đế cảnh cường giả cũng không dám tới gần. Nhưng là Tiêu Phàm lại phá vỡ loại này thử nghiệm, liền huyết ma nhìn thấy hắn đều muốn chạy trốn. Bất quá Tiêu Phàm hiển nhiên sẽ không bỏ qua những cái này huyết ma, hắn không nghĩ qua thôn phệ những cái này huyết ma có thể làm cho hắn lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, mà là hắn hiện tại cần bàng bạc năng lượng đến vững chắc bản thân tu vi. Đồng thời, cũng chỉ có huyết ma trên người cỗ kia bạo lệ khí tức, mới có thể để cho Tiêu Phàm càng dễ dàng đụng chạm đến sát lục pháp tắc. Nhìn thấy một đám huyết ma bao vây mà tán, Tiêu Phàm cũng không thỏa hiệp, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia tiếu dung. Một khắc sau, Tiêu Phàm thu liếm trên người khí tức, những cái kia chỉ dựa vào bản năng chiến đấu huyết ma lần nữa vọt lên.
Lòng vòng như vậy, hơn nửa năm trôi qua, Tiêu Phàm linh hồn chi lực rốt cuộc ổn định ở đại đế cảnh tiền kỳ, muốn lần nữa bước qua một bước này, đoán chừng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, lại chưa từng đột phá đại đế cảnh tiền đề phía dưới, có thể làm cho linh hồn dẫn đầu bước vào cấp độ này, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Càng thêm ngoài ý muốn là, hắn Tiêu Phàm rốt cuộc sắp lĩnh ngộ ra sát lục pháp tắc đệ tứ trọng. Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân điên cuồng cử động, dĩ nhiên cho mình mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Hắn hiện tại muốn làm, liền là đem huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng ma đế luyện ngục huyết ma toàn bộ luyện hóa, coi như linh hồn chi lực không thể đột phá đại đế cảnh trung kỳ, cũng nhất định sẽ có cực lớn thu hoạch. Khác không nói, linh hồn cứng cỏi trình độ, cũng tuyệt đối xa không phải bình thường đại đế cảnh tiền kỳ, thậm chí đại đế cảnh trung kỳ có thể so sánh. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm giác, sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu, cũng phải lĩnh ngộ ra. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm hoàn toàn tiến nhập vong ngã cảnh giới bên trong, linh hồn chi lực đột phá đại đế tiền kỳ sau đó, những cái kia huyết ma, cũng đã hoàn toàn không dám tới gần hắn, chỉ có bị hắn chủ động thôn phệ phần. Hắn quanh thân hiện lên từng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, tràn đầy bạo lệ khí tức, đây là thôn phệ huyết ma sinh ra di chứng. Tiêu Phàm đều không biết rõ bản thân luyện hóa bao nhiêu huyết ma, không nói hơn mấy ngàn, nhưng chí ít mấy trăm là có. Ma đế luyện ngục huyết ma số lượng cũng 10 phần kinh khủng, nhiều đến lấy ngàn mà tính. Rốt cục, ở một năm sau đó, Tiêu Phàm luyện hóa gần 3.000 huyết ma, trên người lần nữa phồng lên lấy đáng sợ khí tức, đó là đến từ linh hồn kêu to. Giống, đột nhiên, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gầm thét. Quanh thân ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên giống như lợi kiếm đồng dạng phóng tới tứ phía bát phương, hư không đều bị ánh sáng màu đỏ ngòm xuyên thủng, lại càng không cần phải nói những cái kia huyết ma. Huyết ma trực tiếp chết ở Tiêu Phàm hống một tiếng phía dưới, hóa thành cuồn cuộn linh hồn năng lượng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm trên người khí thế lần nữa tăng vọt, dĩ nhiên vượt qua đại đế cảnh tiền kỳ, bước vào đại đế cảnh trung kỳ tầng thứ. Nếu như khiến người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Một cái thần vương cảnh hậu kỳ tu sĩ, linh hồn chi lực dĩ nhiên vượt qua bản thân nhiều như vậy. Nói chung, linh hồn chi lực càng mạnh, đột phá cũng tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Nói cách khác, Tiêu Phàm ở đột phá đại đế cảnh trung kỳ trước đó, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, trong mắt tóe bắn ra hai đạo thần mang. Nhếch miệng cười nói, sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu, cuối cùng thành công. Ủng hộ CVT. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 140.